Kiếm đọa đệ nhất thần tập 88, mọi người đều im lặng, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thi Thiền, thiếu nữ lạnh nhạt như băng này khẽ miếng bờ môi đỏ mọng, kinh ngạc không nói, ai cũng nhìn ra, trong lòng nàng đang trù trừ cùng dãy dụ, mẫu thân con năm đó đi sớm, mà ta không muốn mất đi con nữa. Đứa nhỏ, coi như, ta xin con trở về, được không? Thanh âm uy nghiêm đó, thế mà mang theo một tia hương vị cầu xin. Điều này làm trong lòng Thanh Sương chấn động không thôi, chủ thượng là tồn tại uy phong cường đại cỡ nào, nhưng chủ thượng lúc này chỉ là một người cha làm sai việc mà ấy nấy, cái gì tôn nghiêm, cái gì uy thế, cái gì ngạo cốt, hết thảy đã sớm không để ý, chỉ hy vọng được con gái thông cảm, ánh mắt cô dịch nhìn về phía Nguyệt Thi Thiền, nói, chuyện bực này, sớm hay muộn phải đi đối mặt, xem ngươi lựa chọn. Thân thể yếu điệu của Nguyệt Thi Thiền khẽ rung sau đó hít sâu một hơi, một đôi mắt sáng nhìn về phía Tô Dịch, nhẹ nhàng nói, "Tô huynh, ta ta sẽ về tìm ngươi." Thiếu nữ đã làm ra quyết đoán, "Tốt, tốt, tốt." Thanh âm uy nghiêm kia liên tục nói mấy lần tốt, tình cảm kích động tràn ra lời nói vẻ mặt, đuôi lông mày thanh sương cũng lộ ra kích động cùng vui mừng, không người nói, "Thiếu chủ mời theo nô tỳ." "Khoan đã." Tô Dịch mở miệng, Tô Dịch nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thanh Sương, nói, "Ngươi tới từ chỗ nào?" thanh sương do dự không biết nên nói cho tô dịch không đại hoang thiên huyền giới lúc này trong đường hầm không gian dưới bầu trời thanh âm uy nghiêm kia vang lên đại hoang con ngươi tô dịch hơi co lại đây là lần đầu tiên từ khi hắn chuyển thế trùng tu đến nay từ trong miệng một người xa lạ nghe được hai chữ đại hoang cho dù tâm tính tô dịch vững như bàn thạch cũng không tránh khỏi có chút hoảng hốt đất đại hoang cửu châu cùng tồn tại mà ở thiên hạ đại hoang Cả thảy 33 thế giới vị diện bao xung quanh, trong đó, có Thiên Huyền giới. Dựa theo phân chia lãnh thổ, Thiên Huyền giới cách Bắc Tuyết Châu tận cùng phương Bắc Đại Hoang gần nhất, cùng năm thế giới vị diện khác được xưng là Bắc Tuyết Lục giới. Thế lực tu hành của Thiên Huyền giới rất phức tạp, Nho gia, Phật môn, Ma tông ba loại đạo thống cùng tồn tại, tạo thành bố cục vạc ba chân. Ngoài ra, còn có binh gia, đạo gia, phù trận nhất mạch, quỷ tu nhất mạch một ít thế lực. Đương nhiên, Thiên Huyền giới chung quy chỉ là một trong 33 thế giới vị diện của Thiên Hạ Đại Hoang, xa không thể đánh đồng với Cửu Châu chi địa. Trên lệch cỡ đó, giống như ở trên Thương Thanh đại lục, khác biệt của quốc gia nhỏ xa xôi so với đại hạ nước lớn bá chủ bực này, Dạ tận kiếm hoàng này là tu vi huyền u cảnh, mà ở Thiên Huyền giới, đạo hạnh bực này đã có thể xưng là đứng đầu. Chỉ là, trước kia ta cũng chưa từng nghe danh hiệu người này, cái này có phải ý nghĩa đối phương là ở sau khi ta chuyển thế chứng đạo thành hoàng hay không? Tô dịch có chút không nắm chắc, hắn không biết, dạ tẩn kiếm hoàng là rời khỏi thương thanh đại lục khi nào, lại là khi nào tiến vào thiên huyền giới, ở trong quá trình này, tu vi của y lại ở cấp bậc nào, dẫn tới cũng rất khó suy đoán ra tin tức có giá trị. Trầm mặt một lát, tô dịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hắn cất bước tới bên cạnh Nguyệt Thi Thiền, nói, lấy một giọt máu tươi cho ta. Nguyệt Thi Thiền ngẩn ra, trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo. Nàng cắn rách đầu ngón tay, ép ra một giọt máu đỏ tươi, tô dịch lấy ra một cái bình ngọc, thu hồi một giọt máu này, nói, có giọt máu này, về sau ta nếu muốn tìm ngươi, liền dễ dàng, Nguyệt Thi Thiền lúc này mới giật mình, tô dịch lại từ trong tay áo bào lấy ra một khối ngọc giảng, lấy thần niệm ở trong đó khắc ra một đạo sắc lệnh huyền ảo khó lường, sau đó, hắn lấy thần hồn dẫn dắt, từ cửu ngục kiếm lấy ra một luồng khí tức, phong ấn bên trong sắc lệnh ở trong ngọc giảng, thu lại ngọc giảng này, nếu gặp nguy hiểm trí mạng, liền lấy tu vi bản thân, thúc giục ngọc giảng này. Tô dịch đưa ngọc giảng cho Nguyệt Thi Thiền, Tô Huynh, sắc mặt của ngươi. Nguyệt Thi Thiền giật mình phát hiện, trong vài cái chớp mắt mà thôi, khuôn mặt tuấn tú kia của Tô dịch trở nên tái nhật hẳn đi, trên mặt dân lên nét mệt mỏi không áp chế được, không sao. Tô dịch thuận miệng nói, khí tức cửu ngục kiếm quá mức khủng bố cùng bá đạo, cho dù hắn lấy lực lượng cấm linh sắc lệnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn một luồng, nhưng dù vậy, cũng khiến lực lượng tu vi cùng thần hồn của tô dịch tiêu hao thật lớn, dẫn tới sắc mặt mới sẽ trở nên tái nhật như vậy, nhận lấy đi. Tô dịch đưa ngọc giảng cho Nguyệt Thi Thiền, nói, về sau ta không ở bên cạnh ngươi nữa, cũng chớ buông lỏng ở trên con đường truy cầu kiếm đồ. Bàn tay ngọc của Nguyệt Thi Thiền cầm chặt ngọc giảng, từng một tiếng, thiếu nữ lạnh nhạt như băng này, trong lòng rõ ràng không bình tĩnh giống như mặt ngoài. Nghĩ một chút, tô dịch truyền âm nói, mặt khác, sau khi đến thiên huyền giới, người nếu gặp vấn đề khó không hóa giải được, có thể tới đại hoang thiên hạ Tây Nhạc Châu, đi Phật môn đệ nhất thánh địa tiểu Tây Thiên nơi đó một chuyến, đến nơi đó nếu có ai hỏi, ngươi chỉ cần nói một tiếng đài sen vẫn còn không, tự nhiên sẽ có người tới gặp ngươi. Đến lúc đó, ngươi nói cho hắn nghe vấn đề khó, tất có thể được giải quyết. Nguyệt Thi Thiền ngẩn ngơ, trong lòng cũng chấn động không thôi đoạn lời này khiến thiếu nữ sâu sắc ý thức được tô dịch là hiểu biết thiên huyền giới hơn nữa đối với tình huống nơi đó rõ như lòng bàn tay mà tô dịch nói tiểu tây thiên đài sen vẫn còn không càng làm nguyệt thi thiền càng thêm giật mình tô huynh hắn rốt cuộc là người nào những lời này chớ nói với bất luận kẻ nào nếu không chắc chắn sẽ mang đến họa sát thân cho ngươi tô dịch truyền âm dặn dò Nguyệt Thi Thiền hít sâu một hơi, gật gật đầu, do dự một phen, thiếu nữ lấy ra một cây trâm gỗ màu sắc cổ xưa ảm đạm, đưa cho Tô Dịch, nói, Tô Huynh, đây là cây trâm đầu tiên lúc ta còn nhỏ, bà bà mua cho ta, tuy không phải là bảo vật, với ta mà nói, lại có không ý nghĩa bình thường, ngươi. Có thể giúp ta bảo quản không, thiếu nữ ngẩn khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy nét chờ mong. Đương nhiên, Tô Dịch cười cười, tiếp nhận trâm gỗ, thấy vậy, Nguyệt Thi Thiền nhất thời như thoải mái, lộ ra nụ cười. Một cái chớp mắt đó, giống như băng tuyết hòa tan ở dưới ánh mặt trời ngày xuân, nụ cười đó mỹ lệ, khiến tô dịch chỉ cảm thấy thiên địa cũng vì vậy ảm đạm thất sắc. Tiểu thư, chúng ta nên rời khỏi rồi. Cách đó không xa, thanh sương có chút sốt ruột, đường hầm không gian dưới bầu trời, đã mơ hồ có dấu hiệu bất ổn, còn không rời khỏi, rất có thể sẽ sụp đổ từ đây, đi thôi. Tô dịch nhẹ nhàng nói. Nguyệt Thi Thiền không trì hoãn nữa, cất bước tiến lên, cùng Thanh Sương lao vào trong đường hầm không gian dưới bầu trời kia, đa tại đạo hữu thành toàn, về sau nếu có duyên gặp lại, Nguyệt Trường Thiên ta nhất định có điều báo đáp, thanh âm uy nghiêm đó còn đang quanh quẩn, đường hầm không gian giống như cánh cửa đã bắt đầu kịch liệt trung chuyển, trong vài cái chớp mắt mà thôi, đã hóa thành cơn mưa ánh sáng rực rỡ biến mất, thiên huyền giới dạ tận kiếm hoàng nguyệt trường thiên. Tô Dịch nhớ kỹ cái tên này, bóng đêm thâm trầm xung quanh yên tĩnh, núi sông phụ cận, sớm ở trong chiến đấu trước đó vỡ nát, tràn ngập vết thương, ngay cả một ngôi miếu đổ nát ở giữa sườn núi kia bọn tô dịch lúc trước ngồi thiền tĩnh tu, cũng đã theo dãy núi sụp đổ mà bị diệt, tô đại nhân, ngài từng nghe nói thiên huyền giới hay không? Lúc này, bọn các kim, nguyên hằng đã đi tới, không tô dịch không tập trung nói, hắn tự nhiên là nói dối, không muốn nói nhiều về chuyện có liên quan đại hoang cửu châu. Thi thiền cô nương lần này đi, còn không biết khi nào mới có thể gặp lại. Bạch vấn tình khẽ than, đi thôi. Tô dịch không đáp lời, chắp tay sau lưng, bước về phía xa, Nguyệt Thi Thiền rời khỏi, vẫn chưa làm hắn quá sầu não, ngược lại là lần này nghĩ tới Nguyệt Thi Thiền đi, chính là một trong 33 thế giới vị diện của Đại Hoang Cửu Châu, không khỏi khiến Tô dịch có chút buồn bã. Kiếp trước, khi ta phó thác huyền ngưng cho tiểu Tây Thiên nghiễn tâm Lão Hòa Thượng, Lão Hòa Thượng này đã đoán ra, ta rất có thể muốn tới U Minh tìm kiếm bí mật luân hồi chuyển thế, nếu về sau Nguyệt Thi Thiền thực gặp được vấn đề khó không hóa giải được, khi đi Tiểu Tây Thiên bái kiến, lão hòa thượng tất nhiên sẽ biết, Tô Huyền Quân ta đã chuyển thế thành công, Tô Dịch âm thầm suy nghĩ, chẳng qua, lấy cách làm người của lão hòa thượng, cùng giao tình của hắn với ta, nhất định sẽ không làm ra chuyện bất lợi đối với ta, lúc kiếp trước, bản thân Tô Dịch có thể dùng tính mạng phó thác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyễn tâm Phật chủ là một trong số đó, một ngày này, là 15 tháng 11, rời khỏi đại hạ thành cửu đỉnh đến nay, đã gần nửa tháng thời gian, một ngày này, Nguyệt Thi Thiền bước vào đường hầm không gian phụ thân nàng dạ tẩn kiếm hoàng mở, rời khỏi thương thanh đại lục, tới thiên huyền giới, đoàn người tô dịch, thì khởi hành tiếp tục bước đi đại chu, năm ngày sau, 20 tháng 11, đại chu, cổng châu, ngoài quận thành Vân Hà, hoàng hôn hiu hắt, tà dương như máu, giết, giết, Vết. Từng đợt tiếng hò hét chém giết vang vọng trong thiên địa, một đám võ giả tông sư cảnh dẫn một mũi đại quân võ giả đông nghiệp đang ở ngoài cổng thành kịch liệt chém giết với một đám yêu thú, yêu thú kết đàn, như sóng triều, hầu mang đem khu vực ngoài quận thành Vân Hà hoàn toàn bao vây, liếc một cái, không thấy bờ bến, các cường giả tông sư cảnh đó chỉ hơn 20 người, đều tự dẫn một đội ngũ võ giả quy mô mấy trăm người, chiến đấu hăng hái đẫm máu, trên tường quận thành Vân Hà nơi xa, rất nhiều bóng người đứng đó, đang khẩn trương quan sát, viên thị tộc trưởng viên võ thông cũng ở trong đó, trên mặt hắn hiện lên một sự long lắng thật sâu, nơi xa chém giết trung trời, máu đổ như suối, đại quân yêu thú từng lần xung phong tiến lên, bị gắt gao ngăn cản ở ngoài cổng thành, lưu lại thi thể cùng máu đầy đất, nhưng số lượng yêu thú quá nhiều, giống như giết không hết, không ngừng từ nơi xa lao tới, trận chiến đấu này đã kéo dài suốt 3 ngày thời gian, đến bây giờ, cường giả quận thành Vân Hà cũng đã ngã xuống không biết bao nhiêu, nhưng mọi người cũng chưa nhìn thấy bất cứ hy vọng thắng lợi nào, ngắn ngủn một tháng thời gian, thiên hạ này. Hoàn toàn thay đổi rồi. Trên tường thành, có người than thở, vẻ mặt ảm đạm, người khác đều than thở không thôi. Một tháng trước, không có bất cứ dấu hiệu gì, các nơi thiên hạ đại chu lục tục xảy ra biến hóa kịch liệt, trong núi sông hồ biển, yêu thú như thủy triều, tàn sát nhân gian, nhất là chỗ tám đại yêu sơn, càng trở thành nơi đại hung, có tu sĩ dị giới ùng ùng kéo đến, chiếm núi làm vương, binh lâm thiên hạ, ngắn ngủn một tháng, cảnh nội đại chu liền lâm vào trong hoàn cảnh binh mã loạn lạc nước sôi lửa bỏng, khắp nơi là đổ máu xung đột, khắp nơi là cảnh tượng sinh linh đồ tháng. Lại thêm thú triều xảy ra dày đặc, tới bây giờ, đã không biết có bao nhiêu thành trì đã bị thú triều bao phủ, hoàn toàn luân hãm, dưới tình huống bực này, đừng nói là dân chúng tầm thường, dù là võ giả trong thế tục, mỗi người đều cảm thấy bất an ta nghe nói cảnh nội cũng châu đã có quá nửa quận thành ở dưới thú triều xâm nhập luân hãm nếu chúng ta cũng không ngăn được quận thành vân hà này liền hoàn toàn xong rồi chu hoài thu trưởng lão thanh hà kiếm phủ than thở các đệ tử tông môn sắp xếp như thế nào rồi thanh hà kiếm phủ phủ chủ một thương đồ trầm giọng hỏi khởi bẩm phủ chủ đệ tử trong tông môn có thể rút lui bất cứ lúc nào chu hoài thu trầm giọng nói tốt một thương đồ gật gật đầu nói lần này quận thành vân hà nếu thực không ngăn được ngươi liền mang các đệ tử đó sớm rời khỏi tới cẩn châu thành nương tựa vào thiên nguyên học cung chu hoài thu cây đắng nói từ mấy tháng trước đoàn người thiên nguyên học cung cung chủ ninh tự họa rời đi thiên nguyên học cung hôm nay đã sớm như rắn mất đầu một đoạn thời gian này cũng chịu đủ tai họa tình cảnh của nó chỉ sợ cũng chẳng tốt hơn đâu mọi người đều im lặng tâm tình trầm thấp Thiên Nguyên Học Cung là một trong 10 đại học cung của Đại Chu, ngay cả quái vật lớn bực này cũng chịu đủ tai họa, có thể nghĩ mà biết, nguy hiểm các tông tộc nhỏ, thế lực nhỏ khắp nơi trong thiên hạ đối mặt, là đáng sợ cỡ nào, như Thứ đang xảy ra trước mắt Ta nghe nói, nửa tháng trước, Hoàng Thất Đại Chu cùng Tiềm Long Kiếm Tông đều đã hướng thế lực dị giới thiên ngục ma đình thần phục, có lẽ, không cần bao lâu, cường giả thiên ngục ma đình sẽ giúp chúng ta bình định tai họa trong thiên hạ này nhỉ có người nhịn không được nói thiên ngục ma đình nghe được cái tên này vẻ mặt mọi người trở nên cực phức tạp một tháng trước thiên hạ đại chu căn bản không có ai biết thế lực này nhưng ở hôm nay thế lực này sớm là cả thiên hạ đều biết đây là một thế lực đến từ dị giới cường giả dưới trướng nó yếu nhất cũng có tu vi ít cốt cảnh bọn họ từ sâu trong vách ngăn không gian huyết đồ yêu sơn vượt giới mà đến Dùng chỉ nửa tháng thời gian, đã lục tục chiếm cứ năm ngọn núi trong tám đại yêu sơn, ngay cả một ít thế lực trong 10 đại học cung của Đại Chu, đều đã lục tục thần phục Thiên Ngục Ma Đình, mà ngay tại gần đây, tin tức Hoàng thất Đại Chu và Tiềm Long kiếm tông cùng nhau hướng Thiên Ngục Ma Đình cúi đầu thần phục đã truyền khắp thiên hạ. Thiên hạ đại loạn, thế sự thay đổi, biến hóa kịch liệt như thế, mặc cho ai có thể không kinh hãi. Lúc này, Viên Võ Thông hừ lạnh nói, không phải chủng tộc của ta lòng nhất định khác, lần này thiên địa kịch liệt biến hóa, mới khiến các tu sĩ dị giới có cơ hội lẻn vào đại chu, bọn họ. Đâu có thể nào tốt bụng giúp chúng ta, nhưng bằng lực lượng đại chu hôm nay, lại có thể nào chống đỡ được thiên ngục ma đình xâm nhập. Chương thị tộc trưởng Trương tri viêm ánh mắt lóe lên, đây là thiên hạ đại thế, thuận thì sống, nghịch thì chết, lúc này mới một tháng thời gian, thiên hạ đã loạn thành bộ dạng này, đại chu về sau, nhất định sẽ do thiên ngục ma đình định đoạt viện võ thông nhíu mày, không ổn. Bỗng nhiên, thanh hà kiếm phủ phủ chủ một thương đồ đột nhiên biến sắc, các vị, mau theo ta cùng đi giết yêu. Khi nói chuyện, bóng người hắn chợt lóe đã từ trên tường thành lao ra, mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy trong chiến trường nơi xa, xuất hiện rất nhiều yêu thú khí tức khủng bố, giết cho đại quân võ giả liên tiếp bại lui. Không ít võ giả ở lúc tán loạn, bị yêu thú thành đàn xé nát cắn nuốt, một màn tanh máu đó, làm không biết bao nhiêu người trong lòng phát lạnh, di. Giờ khắc này, các đại nhân vật trên tường thành đều không dám chần chờ, cùng ùn tấn công, nhưng mà theo thời gian chuyển dời, yêu thú xuất hiện càng lúc càng nhiều, thực lực cũng càng lúc càng mạnh. Một thương đồ, Chu Hoài Thu, Viên Võ Thông, chương Tri Viêm các đại nhân vật quận thành Vân Hà này áp lực chợt tăng, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng vô cùng, các vị, không ngăn được rồi, giữ lại núi xanh không lo gì không có củi đốt, rút đi có người rống to, rút. Quanh quận thành Vân Hà, đều là yêu thú đầy khắp núi đồi, chúng ta có lẽ có thể thoát được, vợ con, người thân bạn bè, tộc nhân của chúng ta, đều nên làm gì bây giờ? Có người mắt đỏ lên, vậy thì liều mạng. Cho dù là chết, ít nhất cũng phải giết thống khoái trước. Viên võ thông nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn, khi lâm vào tuyệt cảnh, nào còn quản được sinh tử. Giết! 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 tiếng hô giết trung trời, thiên địa máu tanh như bức tranh, thảm thiết khôn cùng, các yêu thú đó hung hãn không sợ chết, đột kích như thủy triều, bức bách các võ giả đó không ngừng lui, đã sắp tới bên cổng thành trì, càng có một số hung cầm bay vút ngang trời, ý đồ xâm nhập trong thành, nên đón chúng nó là từng lượt mưa tên bắn nhanh như thác nước, nơi xa ánh chiều tà như máu, bóng đêm u ám đang từng chút một tiếng đến, trời đất tối tăm, trước quận thành Vân Hà trình diễn một cảnh tượng máu tanh, thảm thiết, như tận thế. Viên võ thông ngực bị thương, bị một móng vuốt vạch tới, thiếu chút nữa mổ bụng, hắn sắc mặt trắng bệch, lão đảo lui, đưa mắt nhìn, liền thấy bốn phương tám hướng, khắp nơi là bóng dáng yêu thú, giống như che cả bầu trời, làm người ta không khỏi sinh ra tuyệt vọng, trống. Tiếng gào rống kinh thiên vang vọng, con người viên võ thông chợt co rụt lại, một con yêu thú cao chừng mấy trượng, thân thể lớn như phòng ốc, giống như sư tử giống như hổ báo, bùng nổ tới chém giết móng vuốt sắc bén dơ lên kia dài cả thước, sắc bén khiếp người. Mà khu vực phụ cận, một đám yêu thú súng lại, tám hướng đều là địch. Tình cảnh như vậy, khiến viên võ thông nhân vật nhìn quen sóng to gió lớn bực này, cũng không khỏi hoàn toàn tuyệt vọng, lộ ra vẻ mặt cay đắng, công sư lại như thế nào. Trung quy chỉ là thân thể phàm tục mà thôi. Mà ngay tại một cái chớp mắt này một tiếng thú trống mênh mang trầm hồn vang vọng ở trong thiên địa, giống như thiên thần đánh trống lớn, ở lúc hoàng hôn tối tăm này vang vọng nhân gian, bịch. Yêu thú khổng lồ kia lao tới phụ cận viên võ thông, thân thể cứng đờ, như bị kinh hãi rất lớn, gục xuống đất, trong miệng phát ra tiếng trên rỉ. Ngay sau đó, ở quanh viên võ thông, các yêu thú kia đều phát ra tiếng kêu rên, đều sợ tới mức phủ phục dưới đất, trung bần bật, một đám không dám nhúc nhích nữa, cái này. Viên võ thông trợn to mắt, thời điểm mạng ngàn cân treo sợi tóc, lại tìm được đường sống trong chỗ chết, biến hóa đột ngột tới đó, làm viên võ thông thiếu chút nữa cho rằng mình đang nằm mơ. Đây là... Ông trời! Các yêu thú kia sao có thể? Lúc này, trên chiến trường này vang lên một đợt tiếng xôn xao. Các võ giả chiến đấu hăng hái đẫm máu kia đều vẻ mặt đầy chấn động cùng ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn trước mắt, chỉ thấy đại quân yêu thú đầy khắp núi đồi, đều giống như ở trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu, đồng loạt phủ phục ở trên mặt đất thấm đẫm máu, gừ gừ rên rỉ, trung bần bật. Ánh chiều tà chiếu xuống, chiếu vào trong thiên địa như núi thay biển máu này, chiếu vẻ mặt các võ giả kia cũng lúc sáng lúc tối một phen, dại ra ở đó như pho tượng, đây là tình huống gì vậy? Mọi người trên tường thành cũng đều bị một màn này rung động, lúc trước, bọn họ ở sau khi nghe được một đợt tiếng thú trống mênh mang trầm hồn, liền thấy nơi xa đại quân ngàn vạn yêu thú kia, như cánh đồng lúa bị ép công, tất cả đều ngồi vịt xuống đất. Mau nhìn. Đột nhiên, có người kinh hô đó là mọi người theo bản năng hướng nơi xa nhìn lại chỉ thấy giữa trời chiều bên sông đại thương nơi cực xa một con rùa mai mềm già khổng lồ lớn khoảng trăm trượng tất bước mà đến nó bốn chân như cột chống thân thể lớn như núi ánh nắng chiều màu vỏ quất chiếu vào trên bóng người ngâm đen kia của nó nổi lên hào quang tựa như ảo mộng mà ở nơi nó đi qua thân thể các yêu thú kia như run rẩy hoảng sợ tránh lui nhường ra một con đường lớn thùng thùng thùng. Mặt đất trung chuyển, toàn thân con rùa mai mềm già kia tràn ngập ra khí tức khủng bố, chấn nhiếp toàn trường, dù là các võ giả ở xa, hơi thở cũng đều cứng lại, vẻ mặt kinh hãi. đây là một yêu loại khủng bố cỡ nào. Có người, lưng yêu thú đó có người. Trên đầu tường, một người trẻ tuổi giật mình kêu to, vẻ mặt không thể tưởng tượng, mọi người xôn xao, ánh mắt đều nhìn lại, quả nhiên liền nhìn thấy, trên lưng con rùa mai mềm già phạm vi trăm trượng kia, có mấy bóng người, một nữ tử mặt mày tú lệ đoan trang, một thiếu niên mặc đạo bào màu vàng mơ, nữ tử cùng thiếu niên đều đứng ở bên cạnh một thiếu niên áo bào xanh lười biến ngồi trong ghế mây, dưới ánh trời chiều, ba người bọn họ cưỡi rùa mai mềm già mà đến, vạn thú phủ phục. Một hình ảnh này, cũng hung hăng rung động tâm thần từng võ giả ở đây, đây, đây là lục địa thần tiên, hẳn là thế. Nói như vậy, chúng ta được cứu rồi không biết bao nhiêu võ giả tâm thần hoảng hốt ngơ ngác nhìn một màn này mà lúc này khi nhìn thấy thiếu niên áo bào xanh ngồi ở trong ghế mây trên lưng rùa mai mềm già miệng viên võ thông vị viên thị tộc trưởng này từng chút một há hốc hắn theo bản năng đưa tay dụi dụi mắt như khó có thể tin đó là tô tổ tiên sinh tô dịch hầu như cùng lúc phủ chủ một thương đồ trưởng lão chu hoài thu của thanh hà kiếm phủ cũng đều ngây người Rùa mai mềm già đột nhiên dừng chân, tô dịch từ ghế mây đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía viên võ thông, nói, viên tộc trưởng, đã lâu không gặp. Viên võ thông là phụ thân của viên lạc hề cùng viên lạc vũ, tộc trưởng viên thị, năm đó lúc ở quận thành Vân Hà, từng có qua lại với tô dịch, tô tiên sinh, thật là ngươi. Viên võ thông lộ ra vẻ mặt kích động, tô dịch cười cười, hắn thu hồi ghế mây, dẫn theo các kim, bạch vấn tình cùng nhau cất bước đi xuống khỏi rùa mai mềm già nói, Nguyên Hằng, nơi này giao cho ngươi. Rùa mai mềm già chính là Nguyên Hằng biến thành, gật đầu lĩnh mệnh nói, vâng, viên tộc trưởng, ta vừa quay về Đại Chu, dọc đường nhìn thấy, đều là cảnh tượng núi sông tan vỡ, lửa cháy ngập trời, không bằng chúng ta vào thành nói chuyện, viên võ thông vội vàng gật đầu, được. Đoàn người lập tức bước vào quận thành Vân Hà, nơi đây, vạn thú phủ phục, trung bần bật, một thương đồ, chu hoài thu đám đại nhân vật quận thành vân hà đều nhìn chăm chú vào bóng dáng đám người tô dịch biến mất trong cổng thành tâm tình kích động thật lâu không thể hoàn hồn nguyên hằng biến thành rùa mai mềm già xoay người nhìn quét vô số yêu thú phủ phục ở nơi đây một cái nói từ nay về sau không thể tới gần thành này nữa nếu không bổn tọa nhất định sang bằng hang ổ các ngươi cút đi thanh âm trầm hồn ù ù như sấm sét kích động trong thiên địa yêu thú phủ phục dưới đất đều như được đại xá Hoảng sợ chạy trốn. Trong mấy chớp mắt mà thôi, liền biến mất ở chân trời nơi xa, trên mặt đất trước quận thành Vân Hà này, chỉ còn lại có thi hài cùng máu đầy đất, vù. Nguyên Hằng khôi phục thân người, nhìn cũng không nhìn mọi người hãy còn lâm vào dại ra nơi đây, sải bước lao về phía trong cổng thành. Thiếu niên kia thật là tô dịch. Hồi lâu sau, Thanh Hà kiếm phủ trưởng lão Chu Hoài Thu thất thần lẩm bẩm, trừ vị đại chu đệ sư này, còn có thể có ai có phong thái như vậy? thanh hà kiếm phủ phủ chủ một thương đồ cảm thán, vẻ mặt phức tạp, tô dịch. Vốn là người đứng đầu ngoại môn thanh hà kiếm phủ, về sau bởi vì tu vi bị phế, bị trục xuất thanh hà kiếm phủ, trở thành người ở rễ văn gia thành quảng lăng. Ai có thể ngờ, ở sau khi yên lặng một năm, thiếu niên phế bỏ này, lại ở trên thi đấu long môn mùng 2 tháng 2 bỗng nhiên nổi tiếng. Cũng là từ khi đó, thiếu niên cuộc khởi trên thế gian, mở ra một con đường tu hành có thể nói như truyền kỳ dùng chỉ mấy tháng thời gian hắn đã trở thành đại chu đế sư thiên hạ đều biết kỳ tài hiếm có nổi tiếng nhất một thế hệ trẻ từng ở trên tiệc trà đỉnh tây sơn Cổng châu kiếm trảm quần hùng độc lĩnh phong tao từng ở trên không ngọc kinh thành trấn áp gia chủ tô thị diệt ẩn long giả của hoàng thất đại chu huống trạng phong lưu cũng từng một mình tới đại ngụy một người một kiếm ép đại ngụy đệ nhất thánh địa nguyệt luân tông cúi đầu sự tích truyền kỳ cỡ đó đến nay còn truyền lưu ở thiên hạ đại chu, ai? Lại có thể nào quên được, thế gian đồn đại, hắn không phải đã sớm rời khỏi đại chu, tới đại hạ quốc xa xôi vô cùng sao? Chương thị tộc trưởng chương tri viêm kinh ngạc, từ đầu tháng 7 bắt đầu, tô dịch liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian biến mất ở đại chu, trên đời này cũng không có tin tức về hắn truyền ra nữa, ai có thể tưởng tượng, một truyền kỳ như vậy, sẽ ở hôm nay như thiên thần, buông xuống trước quận thành Vân Hà hắn đã trở lại hơn nữa trở nên so với trước kia càng mạnh hơn nữa một thương đồ trầm giọng mở miệng nhìn xem con rùa mai mềm kia lực lượng một tiếng trống đã trấn áp đại quân yêu thú dễ dàng cứu lại quận thành vân hà ở trong nước lửa thần uy bậc đó khủng bố cỡ nào nhưng hôm nay lại chỉ là vật cưỡi của tô dịch bởi vậy có thể nghĩ mà biết tô dịch biến mất lâu mấy tháng hôm nay thực lực tất nhiên đã trở nên cực kỳ mạnh. Đi, chúng ta đi đón tô. Một thương đồ nói đến đây, im lặng một lát, lúc này mới nói, tô đại nhân, nghe được xưng hô của phủ chủ đối với tô dịch biến hóa, trong lòng chu hoài thu hoảng hốt một phen. Hơn một năm trước, tô dịch còn chỉ là ngoại môn đệ tử của thanh hà kiếm phủ, còn từng bởi tu vi bị phế mà trục xuất sư môn, trở thành trò cười. Mà bây giờ, hắn đã là một tồn tại ngay cả phủ chủ cũng chỉ có thể đi ngước nhìn. Đêm hôm đó, quận Thành Vân Hà chấn động, Đại Chu đế sư biến mất lâu mấy tháng kia, thiếu niên truyền kỳ nổi tiếng nhất một thế hệ trẻ, chỉ bằng vật cưỡi của hắn, đã trấn áp đại quân yêu thú, hóa giải trận chiến vây thành kéo dài 3 ngày, tin tức như vậy, lấy tốc độ kinh người truyền khắp phố lớn nhỏ nhỏ, đưa tới không biết bao nhiêu tiếng xôn xao, tiếng hoang hô, phong nguyên trai, tầng thứ 9, Sơn Hà điện, ngồi ở nơi quen thuộc này, Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái một phen. Nhớ về ngày đó, hắn dẫn theo Hoàng Càng Tuấn rời khỏi thành Quảng Lăng, ngày đầu tiên đến quận thành Vân Hà, liền từng mời huynh muội Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên đến Phong Nguyên Trai dùng tiệc. Lúc ấy, hắn dựa vào tử thủy tính phù tiêu thiên khuyết tặng cho, ngồi trong Sơn Hà Điện tầng thứ 9 này, cũng là ở Sơn Hà Điện này, hắn đã giết không ít người. Dẫn tới bây giờ nhớ tới những chuyện cũ này, tôi dịch lại làm sao có thể không cảm khái lúc này, đại điện đèn đuốc sáng trưng, trên bàn đã bày đầy mỹ vị quý và lạ viên võ thông một thương đồ chu hoài thu chương tri viêm đám đại nhân vật đỉnh cao nhất quận thành vân hà ngồi tiếp đãi ở một bên ánh mắt khi ngẫu nhiên nhìn về phía tô dịch đều mang theo nét kính ngưỡng không che giấu được cũng chính là nói cảnh nội đại chu biến hóa kịch liệt là ở trong một tháng gần đây xảy ra tô dịch như có chút suy nghĩ đúng vậy viên võ thông vội vàng gật đầu trừ yêu thú tai họa làm hại thiên hạ còn có tu sĩ dị giới xâm nhập đến hôm nay cảnh nội đại chu Thế lực dị giới mạnh nhất, thuộc về Thiên Ngục Ma Đình không thể nghi ngờ. Thiên Ngục Ma Đình, Tô Dịch khẽ nhíu mày, luôn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, rất nhanh, hắn đã nhớ ra, sở tu kẻ đoạt xá này đến từ Huyền Đô Đại Lục, Thiên Ngục Ma Đình. Người này có tu vi hóa linh cảnh, luyện chế một ít phân thân con rối ma, từng ở quần tiên kiếm lâu sâu trong loạn linh hải, bị mình chém giết một phân thân con rối ma, mà lúc ở đại hạ thành Cửu đỉnh, sở tu còn từng liên hợp Lạc Phong, Đinh Hạc hai tu sĩ hóa linh cảnh thanh ất đạo tông, ý đồ bố cục tiêu diệt mình. Kết quả, Lạc Phong, Đinh Hạc đều chết, sở tu thì lại tổn thất một con rối ma. Cũng là ở lúc ấy, Hoàng đế Đại Hạ hạ lệnh, ở cảnh nội Đại Hạ truy nã sở tu. Chẳng qua thẳng đến lúc tô dịch rời khỏi Đại Hạ, bằng vào lực lượng hoàng thất Đại Hạ, cũng chưa bắt được kẻ đoạt xá giảo hoạt vô cùng này. Thiên ngục ma đình đến từ huyền đô đại lục, thế lực này hôm nay cũng đã xâm nhập cảnh nội Đại Chu, cái này có thể có liên quan với Sở Tu hay không?" Tô Dịch nhíu mày, "Sở Tu rất rõ, hắn đến từ Đại Chu, lúc trước ở thành Cửu Đỉnh, chính bởi vì lo lắng, Sở Tu tên âm hiểm đối trá này sẽ tới Đại Chu, đối phó những người thân bạn bè kia bên cạnh hắn, Tô Dịch đã làm hai việc, chuyện thứ nhất, đó là mời ông Cửu Lợi dụng lực lượng Hoàng Thất Đại Hạ, viết một phong thư truyền về Đại Chu Thiên Nguyên Học cung, để Ninh Tự Họa dẫn theo những người thân bạn bè kia tới quần tiên kiếm lâu ở sâu trong loạn linh hải định cư chuyện thứ hai là phái nguyên hằng cầm trần phong kiếm tới đoạn long nhai mời ứng khuyết hắc giao nhất tộc tự mình đích thân tới loạn linh hải âm thầm bảo hộ đám người ninh tự họa mà nay nghe nói lực lượng thiên ngục ma đình đã phân bố ở cảnh nội đại chu thế này bảo tô dịch sao có thể không để ý may mắn lúc trước ta sắp xếp hậu thủ để bọn ninh tự họa sớm tới trong di tích quần tiên kiếm lâu định cư nếu không nếu vẫn ở lại cảnh nội đại chu này hậu quả thực sự khó liệu tô dịch thầm nghĩ thiên ngục ma đình này rất lợi hại lúc này các kim nhịn không được hỏi không sai viên võ thông vẻ mặt ngưng trọng thế lực dị giới này chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian đã thổi quét thiên hạ đại chu chiếm trước năm ngọn trong tám đại yêu sơn bọn hắn chiếm trước tám đại yêu sơn làm cái gì các kim hỏi tiếp nghe nói trong trận thiên địa kịch biến này tám đại yêu sơn biến hóa lớn nhất chỗ mỗi một tòa yêu sơn đều toát ra linh khí kinh người còn có không ít di tích cùng bảo vật cổ xưa chôn giấu đã lâu ra khỏi mặt đất trả lời là thanh hà kiếm phủ phủ chủ một thương đồ bọn hắn trái lại cũng có ánh mắt tô dịch nói thiên địa linh khí sống lại được lợi trước hết không gì hơn tám đại yêu sơn cảnh nội đại chu này theo thời gian chuyển dời tám ngọn yêu sơn có thể xưng là đại hung này sớm hay muộn sẽ hóa thành danh sơn phúc địa đủ để bất cứ tu hành giả nào thèm nhỏ giải hắn từng xông qua huyết đồ yêu sơn bảo sát yêu sơn, tự nhiên rõ, những nơi gọi là đại hung này, sớm ở ba vạn năm trước, chính là phúc địa một ít thế lực cổ xưa chiếm cứ, như bảo sát yêu sơn, vốn là tổ địa bàn nhược thiện đình. Nghe được tô dịch nói như vậy, đám người viên võ thông lúc này mới giật mình, tô đại nhân, gần đây có lời đồn nói, lực lượng thiên ngục ma đình, đã ép hoàng thất đại chu cùng tìm long kiếm tông thần phục, dẫn tới bây giờ, chúng ta đều lo lắng, thiên hạ đại chu này, chỉ sợ sẽ trở thành địa bàn của thế lực dị giới này một thương đồ than thở tô dịch đối với điều này cũng không bất ngờ cũng không có bao nhiêu cảm xúc nói đây là biến hóa ai cũng không thể ngăn cản trong một năm kế tiếp biến hóa xảy ra trong thiên địa sẽ chỉ càng ngày càng nhiều đối với mỗi một tu hành giả mà nói đây đã là một hồi biến hóa kịch liệt không thể đoán trước chắc chắn kèm theo rung chuyển cùng máu tanh nhưng tương tự cũng có vô số cơ duyên cùng cơ hội nói đến đây ánh mắt hắn đảo qua đám người viên võ thông, nói, như các ngươi, khốn đốn ở cảnh giới võ đạo nhiều năm, nếu không có cơ duyên, cuộc đời này rất khó đặt chân ít cốt cảnh, nhưng theo trận thiên địa kịch biến này tiến đến, chỉ cần các ngươi đủ cố gắng, đặt chân ít cốt cảnh cũng tuyệt đối không phải việc khó. Trong lòng đám người viên võ thông đều chấn động, lâm vào trong trầm ngâm, chuyện phím thêm một lát, tô dịch đứng dậy rời khỏi. Biến hóa kịch liệt một tháng qua xảy ra ở Đại Chu quá nhiều, các loại tin tức bay đầy trời lấy thân phận cùng lực lượng của bọn viên võ thông cũng rất khó hiểu biết được chuyện xảy ra ở thiên hạ đại chu này tự nhiên không thể làm tô dịch đạt được quá nhiều tin tức có giá trị khi đi ra khỏi phong nguyên trai sắc trời đã tối trên đường phố phồn hoa ngày xưa lạnh lùng vắng vẻ dù có một chút người đi đường cũng đều bước chân vội vàng không thể nghi ngờ ba ngày qua gặp yêu họa ảnh hưởng khiến tòa thành trì phồn hoa náo nhiệt trước đây này gặp phải chấn động thật lớn cái này cũng làm Tô Dịch không còn hứng thú đi dạo, quyết định ngay trong đêm khởi hành rời khỏi. Hu. Ngay tại lúc Tô Dịch cân nhắc nên nhân cơ hội này quay về thành Quảng Lăng nhìn một cái hay không, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm ứng, dương mắt nhìn về phía trong ngõ phố dưới bóng đêm nơi xa. Nơi đó, một lão nhân thân áo bào đen, tay cầm phướng chiêu hồn đang đứng. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, lão nhân ngẩng đầu, khóe môi khô quắc nổi lên một tia độ công quỷ dị một đôi con ngươi đục ngầu lặng yên dâng lên thần quang xanh lét một cái chớp mắt đó khi đôi mắt xanh lét kia của lão nhân áo bào đen nhìn về phía tô dịch một đạo thần hồn pháp ấn quỷ dị âm độc hung hăng đánh về phía trong thức hải tô dịch nguyên phủ cảnh nho nhỏ cũng dám lấy bí thuật thần hồn đánh lén ta ánh mắt tô dịch sâu thẳm ầm theo hắn vận chuyển lực lượng thần niệm một đạo thần hồn pháp ấn kia nổ tung như tờ giấy Phốt trên đường phố nơi xa trong miệng lão nhân áo bào đen ho ra máu thần hồn đau đớn sắc mặt lập tức thay đổi không tốt lão quay người muốn chạy trốn bóng người tô dịch đã bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh hắn lấy tay chọc một cái túng lấy cổ lão như sách con gà con dơ ở giữa không trung biến cố này khiến đám người cắt kim nguyên hàng nơi xa đều cả kinh ta tự như không quen biết ngươi vì sao phải đánh lén ta tô dịch hỏi ông lão áo bào đen trước mắt này tu vi nguyên phủ cảnh trung kỳ, khí tức toàn thân âm trầm hung lệ, hẳn là tu luyện truyền thừa ma môn nhất mạch, chỉ là, tô dịch hoàn toàn không biết người này, ông lão áo bào đen điên cuồng dãy dụ, nhưng lại là phí công, chẳng qua, nghe được lời của tô dịch, lão ngược lại bình tĩnh lại, nói, đạo hữu, theo ta thấy, đây là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm, tô dịch nhíu mày, tự cười mà không cười, ông lão áo bào đen nói nhanh, không sai, lúc trước, Lão hữu là ném đá dò đường, muốn thử một lần năng lực của tiểu hữu. Lời mới nói tới đây, ngón tay Tô Dịch bóp cổ lão phát lực, lão đau tới mức trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất đi, mau dừng tay. Ông lão áo bào đen thét chói tai, ta chính là chấp sự lỗ tranh của Thiên Ngục Ma Đình, người nếu giết ta, ngày khác nhất định đại họa lâm đầu. Thiên Ngục Ma Đình, nghe tới đây, đám người viên võ thông, một thương đồ đồng loạt biến sắc đây chính là thế lực khủng bố đến từ dị giới sớm đã thổi quét cảnh nội đại chu như mặt trời giữa trời quả nhiên như thế tôi dịch lộ ra một tia giật mình sớm ở lúc nhìn ra ông lão áo bào đen này tu luyện chính là ma môn truyền thừa hắn đã đoán ra đối phương rất có thể có liên quan với thiên ngục ma đình đã biết còn không buông tay ông lão áo bào đen tự xưng lỗ tranh lạnh lùng nói xem ra không dùng chút thủ đoạn ngươi là sẽ không ngoan ngoãn phối hợp thôi được ta trực tiếp sư hồn là xong, tô dịch nói xong, thần niệm vương ra như lưỡi kiếm, đâm vào thức hải lỗ tranh, thần hồn lỗ tranh đau đớn, nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tô dịch đã thu lại thần niệm, bất ngờ nói, ngươi đã đến từ thiên ngục ma đình, vì sao trong thần hồn lại bị gieo cấm hồn bí ẩn, cái gọi là cấm hồn bí ẩn, chính là một loại bí thuật cực đoan bá đạo, kẻ bị gieo thuật này, một khi bị sư hồn, cấm hồn bí ẩn sẽ nổ tung, hoàn toàn bóc chết thần hồn. Chính bởi vì như thế, tô dịch mới ngay lập tức thu hồi thần niệm, khuôn mặt già nua của lỗ tranh trắng bệt, như bị thủ đoạn của tô dịch dọa, vẻ mặt biến ảo không ngừng nói, cái này cũng không phải bí mật, nói cho ngươi cũng không sao, phàm là cường giả thiên ngục ma đình ta đến thương thanh đại lục này, trong thần hồn đều gieo cấm hồn bí ẩn, là vì phòng ngừa bị kẻ địch sư hồn, tiết lộ truyền thừa bí pháp cùng việc lớn cơ mật của tông môn. Tô dịch gật gật đầu loại cách làm này, ở ma môn rất thông thường, dù ở trong đạo môn, Phật môn, Nho Gia, một ít đạo thống đỉnh cấp cổ xưa, cũng sẽ ban cho môn hạ đệ tử thần hồn bí bảo, thời điểm chẳng may gặp sư hồn loại chuyện này, có thể tiến hành phòng ngự cùng hóa giải, cho ngươi một lựa chọn, hoặc trả vấn đề của ta, ta cho ngươi chết sản khoái một chút, hoặc là, liền cho ngươi nếm thử. Cái gì gọi là tư vị muốn sống không được muốn chết không xong, tô dịch thản nhiên mở miệng, cho dù không thể sư hồn, Hắn cũng có thủ đoạn từ trong miệng đối phương cậy ra đáp án muốn có, đạo hữu muốn biết cái gì? Lỗ Tranh hỏi, đêm nay vì sao đánh lén ta? Tô Dịch nói, Lỗ Tranh vẻ mặt phức tạp, nói, đạo hữu phá hủy việc lớn của ta. Lòng ta không cam, tự nhiên phải đòi một lời giải thích. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó giống như đã hiểu nói, ba ngày qua, đại quân yêu thú vây công quận thành Vân Hà là do ngươi sai khiến. Không sai. Lỗ tranh gật đầu, tô dịch lại hỏi, vì sao phải làm như vậy? Lỗ tranh trầm mặt một lát, vẻ mặt lúc sáng lúc tối nói, việc này liên quan một cơ mật của thiên ngục ma đình ta, dù ngươi giết ta, cũng đừng mơ từ chỗ ta nhận được đáp án. Tô dịch ồ một tiếng, nâng tay đoạt lấy phướng chiêu hồn trong tay phải lỗ tranh, đánh giá chút, chỉ thấy trong bảo vật này khí huyết sát như thực chất, tanh máu gây mũi, làm người ta buồn nôn. Ngươi đang sưu tập huyết thực, tô dịch nhíu mày, lộ ra vẻ mặt chán ghét, nói, lấy tinh huyết sinh linh thế gian làm chất dinh dưỡng, muốn luyện chế ma bảo, hoặc là muốn bồi dưỡng huyết linh, đúng không? Thân thể lỗ tranh cứng đờ, trận to con ngươi, rõ ràng bị chấn động, hôm nay thiên hạ đại chu này, yêu hoạn tàn phá, lửa ngập trời, rõ ràng rất khác thường. Dù sao, các yêu thú kia dù nổi điên phát cuồng, tóm lại cũng cần một nguyên do, tô dịch nói, bây giờ xem ra, sau lưng trận yêu hoạn càng quét thiên hạ này, tất nhiên là người thiên ngục ma đình các ngươi âm thầm sai khiến. Tráng lỗ tranh toát mồ hôi lạnh, khó có thể tin nhìn thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, môi run run như muốn nói gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống, ánh mắt tô dịch sâu thẳm, nhìn chầm chầm lỗ tranh, nếu ta đoán không sai, các ngươi làm như vậy, hẳn là tính bồi dưỡng một mũi huyết linh đại quân, giúp các ngươi mở rộng địa bàn, nhúng chàm càng nhiều biên giới hơn của thương thanh đại lục này, đoạn lời này, khiến lỗ tranh cả kinh biến sắc, nói, ngươi sao có thể biết lời vừa ra khỏi miệng lão mới phát hiện thất thố sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi ánh mắt tô dịch tràn đầy khinh thường nói trò vặt nham hiểm ác độc bực này chính là trò vặt các ngươi ma môn đạo thống bất nhập lưu bực này quen dùng mà thôi có lẽ có thể giấu được võ giả tầm thường trong thiên hạ này nhưng lại nào có thể giấu được tô mổ dừng một chút hắn tiếp tục nói nửa tháng trước cường giả thiên ngục ma đình các ngươi mới vượt giới mà đến nếu ta dự liệu không sai số lượng cường giả tiến đến tất nhiên có hạn nếu không cũng hoàn toàn không cần dùng kỹ xảo ti tiện bực này để bồi dưỡng huyết linh đại quân mở rộng thực lực của mình mà lấy thế cục thương thanh đại lục hiện nay bị quản chế bởi khí tức ám cổ chi cấm còn chưa hoàn toàn rút lui tan rã các ngươi những cường giả vượt giới mà đến này tu vi mạnh nữa cùng lắm cũng chỉ ở cấp bậc linh tướng cảnh nói đến đây tô dịch tổng kết nói ngắn gọn các ngươi đám cường giả đến từ thiên ngục ma đình này, chính là nhân vật đi tiên phong mà thôi. Ngươi! Ngươi! Lỗ tranh da đầu phát tê, chấn động tới mức nói cũng nói không nên lời. Mắt thấy người này tâm tình chấn động, tô dịch bất thình lình hỏi, sở tu ở chỗ nào? Sở trưởng lão hắn. Lỗ tranh mới nói tới đây, nhất thời câm miệng, sau đó cả giận nói, ngươi đừng mơ lừa được ta nói. Tô dịch như có chút suy nghĩ, hẳn là một trưởng lão của thiên ngục ma đình các ngươi sao như thế xem ra hắn quả nhiên là từ đại hạ chạy trốn tới đại chu này lỗ tranh mặt âm trầm cắn răng không nói một lời tô dịch thấy vậy cười cười nói vậy chúng ta liền tán gẫu một ít chuyện râu ria gần đây thế gian này truyền lưu hoàng thất đại chu cùng tìm long kiếm tông đều đã hướng thiên ngục ma đình các ngươi thần phục việc này là thật hay giả lỗ tranh chần chờ một chút nhưng vẫn gật gật đầu tô dịch nói lần này đến thương thanh đại lục, hẳn là không chỉ có thiên ngục ma đình huyền đô đại lục các ngươi một cái thế lực này nhỉ. Lỗ tranh kinh hải nói, ngươi cũng biết huyền đô đại lục, tô dịch thuận miệng nói, đương nhiên, sở trưởng lão của các ngươi còn từng thịnh tình mời ta đầu nhập vào các ngươi, cũng hứa hẹn cho ta một ít lợi ích to lớn, đáng tiếc, sau khi bị ta từ chối, hắn tựa như thẹn quá hóa giận, tính quay về đại chu này, đi trả thù một ít người có quan hệ với ta, lỗ tranh ngạc nhiên, một bộ dáng như bị sét đánh, ngươi ngươi. Ngươi là Tô Dịch. Tô Dịch cười lên, nói, ngay cả ngươi cũng biết tên ta, nói như vậy, sở trưởng lão của các ngươi là thật sự quay về Đại Chu rồi. Hắn có từng hạ lệnh, bảo các ngươi đám cường giả thiên ngục ma đình này lưu ý người có liên quan với Tô Dịch ta hay không? Lỗ tranh lúc này mới ý thức được, đoạn lời đó của Tô Dịch lúc trước, vẫn là đang lừa mình nói ra. Điều này làm vẻ mặt lão cáo giận, trận mắt muốn nứt kẻ này, không khỏi cũng quá gian trá rồi nhỉ. Ta nói cho ngươi, từ giờ trở đi, đừng mơ để ta trả lời ngươi bất cứ chuyện gì nữa. Lỗ tranh nói từng chữ một, tô dịch ồ một tiếng, cười nói, không sao, ta đã tìm hiểu được chuyện muốn biết. Thanh âm nhẹ nhàng còn đang quanh quẩn, rắc. Cổ lỗ tranh bị bẻ gãy, đầu mềm nhũng lệch qua trên vai, vẻ mặt lão đầy kinh ngạc cùng ngơ ngẩn, giống như không dám tin, Tô dịch trước đó còn hòa hòa khí khí nói chuyện với mình, sao đột nhiên đã xuống tay độc ác. Thẳng đến lúc sắp chết, lão thậm chí cũng chưa có một chút chuẩn bị nào, cái này đại khái gọi là đột tử, nơi xa, khi thấy một màn như vậy, đám người nguyên hằng, các kim thấy lạ mà không còn lạ nữa, rất bình tĩnh, mà đám người viên võ thông, một thương đồ đã sớm há hốc mồm, dạy ra ở đó, bọn họ đều là võ đạo tông sư một thương đồ lợi hại nhất cũng chỉ vừa mới chạm đến ngưỡng cửa tiên thiên võ tông khi nhìn thấy lỗ tranh một nhân vật lục địa thần tiên đến từ thiên ngục ma đình sớm đặt chân cấp bậc nguyên đạo như vậy cứ như vậy như con gà con bị tô dịch thoải mái bóp chết trung động cỡ đó có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu thấy vẻ mặt đám người viên võ thông biến hóa nguyên hằng không khỏi cảm khái đại chu quả thực quá lạc hậu trách không được sẽ bị đại hạ coi là quốc gia bé bằng lỗ mũi nơi xa xôi nếu đặt ở đại hạ chủ nhân chỉ giết một tên ma tu nguyên phủ cảnh mà thôi chỉ sợ không những không dẫn lên nổi bao nhiêu chấn động ngược lại sẽ bị coi là cậy mạnh hiếp yếu dù sao đối với chủ nhân nhân vật bực này mà nói việc đại tu sĩ hóa linh cảnh cũng đã sớm không nói chơi may mắn lúc trước ta có cơ hội theo chủ nhân cùng nhau rời khỏi đại chu kiến thức thiên hạ này to lớn cũng ở dưới chủ nhân chỉ điểm khiến tu vi thực hiện từng lần lột xác mới có được thành tựu đại đạo hôm nay nếu không Nguyên Hằng ta nếu vẫn ở lại cảnh nội đại chu này, chỉ sợ còn bị vây ở ngoài bậc cửa ít cốt cảnh, ngay cả hóa hình cũng không thể làm được. Nguyên Hằng âm thầm thổn thức, lúc trước ở đại chu, hắn chính là ở ngoài ngưỡng cửa hóa hình này, khốn đốn lâu tới mấy trăm năm. Mà từ khi theo tô dịch, ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, hắn đã là một vị yêu tu tụ tinh cảnh danh xứng với thực. Còn tu luyện truyền thừa chí cao của huyền vũ nhất mạch. Xe, lúc này, đầu ngón tay tô dịch nổi lên một ngọn lửa, ngay lập tức đốt thi thể lỗ tranh hóa thành tro tàn. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía một ít bảo vật lục soát từ trên người lỗ tranh, một cây phướng chiêu hồn, một thanh đoạn kích màu máu, một đống linh thạch và linh dược, cùng với một ít vật phẩm thượng vàng hạ cám. Cuối cùng, ánh mắt tô dịch đặt ở trên một cái bí phù màu đen. Bí phù màu đen tạo hình độc đáo, như một đoạn xích, trên đó tạo hình ma văn kỳ dị vạn vẹo. Tô dịch cầm vật ấy trong tay đánh giá qua, nhất thời liền phán đoán ra, đây là một phù đưa tin dùng để cầu viện. Tìm một cơ hội bóc nát phù này, xem có thể đưa tới bao nhiêu con mồi thiên ngục ma đình. Tô dịch trong lúc suy nghĩ, đã thu hồi phù này cùng phướng chiêu hồn. Về phần di vật khác của lỗ tranh, hắn cũng lười nhìn thêm một cái, di. Ánh mắt tô dịch quét qua đám người viên võ thông một cái, liền xoay người cất bước đi về phía trong bóng đêm nơi xa, đám người nguyên hằng theo sát sau, tô tiên sinh bảo trọng riêng võ thông chấp tay tô đại nhân bảo trọng đám người một thương đồ cũng đồng loạt chấp tay tuy tô dịch lúc rời khỏi ngay cả chào hỏi cũng chưa có lấy một tiếng nhưng ai có thể bất kính cần biết chạng vạn hôm nay nếu không có bọn tô dịch ra tay quận thành vân hà này sợ là sớm đã rơi vào trong nạn yêu thú tàn sát bừa bãi ngoài quận thành vân hà bờ sông đại thương đêm khuya hiu quạng khắp nơi tịch liêu Tô dịch dừng chân trù trừ một lát, cuối cùng dọc theo sông Đại Thương ngược dòng mà lên, ngược dòng mà đi, liền có thể đến thành Quảng Lăng, nơi đó là chỗ tô dịch thức tỉnh kiếp ký ức trước, chứa rất nhiều hồi ức của hờ nờ, chủ nhân, chúng ta đây là đi đâu? Trên đường, Nguyên Hằng không khỏi hỏi, về sau Đại Chu này? Ta sợ là sẽ không trở về nữa, nhưng cơ hội này, tùy tiện ngắm chút. Tô dịch thuận miệng nói, Đại Chu, tính là cố thổ thắng chuyển thế trùng tu. Nhưng chung quy không phải cố thổ thật sự, về sau truy cầu đại đạo, nhất định sẽ càng lúc càng xa với quốc gia nhỏ xa xôi này, nhưng cơ hội này, tùy tiện đi một chút ngắm một chút, coi như một loại từ biệt, về phần về sau, lòng tới nơi nào, tức quê ta ở đó, sáng sớm, ngoài thành quảng lăng, tô dịch nhìn tường thành quen thuộc này, trong đầu không khỏi hiện ra từng bóng người, văn linh tuyết hoặc bác xinh xắn, cầm thiến không khéo tinh quái, văn trường thái thành thật bổn phận. Lão Thái Quân nói 102. Ngoài ra, còn có thành chủ phó Sơn, hộ vệ thống lĩnh Niếp Bắc Hổ, hoàng thị tộc trưởng Hoàng Vân xung, Hoàng Càng Tuấn, Niếp Đằng. Chỉ là so sánh với lúc trước, thành Quảng Lăng hôm nay rõ ràng cũng đã xảy ra biến hóa. Vùng ngoài thành, khắp nơi có thể thấy được hài cốt yêu thú để lại. Trên tường thành dày nặng kia, không ít nơi đều đã sụp đổ vỡ ra, dính đầy vết máu. Trước kia ở thời điểm sáng sớm, trong ngoài cổng thành rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt phi phàm nhưng hôm nay, chỉ có thể nhìn thấy từng đội ngũ võ giả mặc áo giáp, cầm binh khí, tuần tra ở quanh cổng thành, tăng thêm sát khí lạnh lẽo. Không thể nghi ngờ, thành Quảng Lăng cũng từng gặp nạn yêu thú, nhưng chịu ảnh hưởng cũng không lớn, tô dịch lửng thưởng đi vào trong thành, dọc theo đường phố quen thuộc, hắn thấy Tùng Vân kiếm phủ, còn nhớ rõ lúc trước thân là người ở rễ văn gia. Hắn từng có một đoạn thời gian sẽ hàng ngày tới đây đón cô em vợ Văn Linh Tuyết tan học, cứ như vậy một đường đi dạo, bất giác, xa xa thấy được hạnh hoàng y quán. Lúc trước, tô dịch từng định cư ở hạnh hoàng tiểu viện sau hạnh hoàng y quán, cũng là ở nơi đó, khiến hắn từ trong tay ngô nhược thủy truyền nhân âm sát môn đạt được một cái hồ lô dưỡng hồn, do đó gặp được khuyên hoảng Sáng sớm, ngoài hạnh hoàng y quán đã xếp thành hàng dài, khác với trước kia, người khám phần lớn là võ giả, ai cũng áo bào nhúng máu, tóc tai bù xù, giống như vừa trải qua một trận huyết chiến, các ngươi ở đây chờ. Tô dịch dặn dò đám người nguyên hằng một tiếng, liền lưỡng thưởng đi vào hạnh hoàng y quán. Trong y quán tràn ngập cảnh tượng bận rộn, quản sự Hồ Thuyên cũng tự mình ra tay, đang giúp một võ giả rịch thuốc chữa thương. Mùi máu tanh cùng dược thảo nồng đậm trộn lẫn, hơi gây mũi. Khi tô dịch đi vào, một gã sai vặt nghi hoặc ngẩng đầu, nói, công tử cũng muốn khám bệnh. Tô dịch lắc đầu, nói, ngươi làm việc của ngươi đi, gã sai vặt tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng bởi vì trong y quán thật sự quá bận, hắn cũng không rảnh quan tâm tô dịch nữa, bắt đầu làm công việc trong tay, tô dịch bước thẳng, từ cửa sau y quán, đi tới hạnh hoàng tiểu viện, ba gian phòng nói xám tạo thành hình tam giác đang vào nhau, một bên còn có luống rau cùng giá mây, giữa đình viện là một cây hòe già thô to cứng cáp, cạnh cây hòe là một cái giếng nước, ánh nắng sớm chiếu vào trong đình viện, tỏ ra đặc biệt yên bình, mọi thứ trong đình viện vẫn như trước kia, chưa có bất cứ sự thay đổi nào, hơn nữa, hẳn là thường xuyên có người đến dọn dẹp cùng sửa sang lại, tất cả đều sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Tô dịch lấy ra ghế mây, lười biến nằm ở dưới tàn cây hòe, tâm thần có một loại bình tĩnh nói không nên lời, trong đầu, không khỏi hiện lên một ít hồi ức lúc trước ở sân nhà này. Xào xạc gió mát hiu hiu, cây hòe già lay động cành cây, phát ra từng đợt thanh âm. Tô dịch dương mắt nhìn nhìn cây hòe già, đột nhiên ngẩn ra, một cây hòe già này, thế mà lại có một tia linh tính ngươi đây là đang chào hỏi với tô mổ sao tô dịch nhẹ nhàng nói cây hòe già lay động cành lá giống như vui thích nhảy nhót tô dịch cười cười hắn đại khái đoán được một ít nguyên do năm đó lúc ở hạnh hoàng tiểu cư hắn từng ở trong đình viện chỉ điểm khuynh quảng tu hành cũng từng ở lúc tu luyện đưa tới thiên địa linh khí hội tụ dẫn tới khiến một cây hòe già này cũng đạt được lợi ích rất lớn mà nay linh khí trong thiên địa dần dần sống lại cây hòe già này cắm rễ địa mạch, tự nhiên mà vậy mở ra một tia khí tức linh tính, lấy gốc cây hòe tầm thường, lại có thể bởi ta mà sinh một tia linh tính, coi như là một tạo hóa của ngươi. Khó được là, người ta hôm nay còn có thể có duyên gặp lại, thôi được, duyên phận đã như thế, ta liền giúp ngươi một phen, tô dịch từ trong ghế mây đứng dậy, nâng tay bắt đầu phát họa ở trên không, từng luồng một hành đạo vận hóa thành ánh sáng màu xanh, ở dưới đầu ngón tay tô dịch dân trào ra, trong mấy hơi thở liền phát họa ra một sắc lệnh huyền diệu rậm rạp, di. Đầu ngón tay tô dịch nhẹ nhàng điểm một cái, một sắc lệnh kia do một hành đạo vận phát họa, liền hóa thành một mảng hào quang màu xanh, ùa vào trong thân cây hòe già. Sau đó, tô dịch chắp tay sau lưng, lẳng lặng ngóng nhìn, hôm nay đã là trời đông giá rét, cây hòe già vỏ cây nước nẻ, cành cây trụi lùi, nhưng rất nhanh, bầu trời chung quanh có linh khí hội tụ tới, hóa thành dòng chảy nhỏ giọt, rơi xuống tắm rửa cây hòe già trong đó, mắt thường có thể thấy được, trên cành cây xám xịt kia của cây hòe già đột nhiên phát ra sinh cơ nồng đậm, trở nên xanh tươi ướt ác, sinh ra chồi non nhỏ bé dày đặc, sau đó, chồi điên cuồng nảy sinh, trong mấy hơi thở ngắn ngủn, cả cây xanh ngắt, màu xanh tràn ngập, sinh cơ nồng đậm hội tụ ở trong đình viện, làm người ta hít thở vui vẻ thoải mái, nếu người đời đối xử tử tế ngươi, thì đóng ở nơi đây, phù hộ một phương, như thế, có thể ăn thiên địa linh lực, nhận người ta dân khí tức hương khói, về sau không lo lột xác thành tế linh một phương, đạo hạnh kéo dài, tô dịch thuận miệng nói, nếu người đời tham công ngươi, muốn làm những việc đốn củi luyện thuốc, ngươi liền tự rời đi, cầu đại đạo của mình là được, mặc kệ như thế nào, giống như ngươi một mị yêu linh bực này, nếu có thể giữ được tâm địa nhân hậu, ngày khác tự có lúc chống đỡ một phương thiên địa. Dứt lời, tô dịch xoay người rời khỏi, ở một cái chớp mắt đó bước ra khỏi cổng đình viện, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm ngộ không tên khóe môi không khỏi nổi lên mỉm cười hóa đi một tục duyên nho nhỏ mà thôi lại làm đạo tâm ta lắng động lại ở đây thăng hoa duyên pháp bực này trái lại cũng có chút thú vị tô dịch thản nhiên nghĩ ở trước khi đến đại chu tu vi của hắn đã tới tụ tinh cảnh hậu kỳ dọc theo đường đi vẫn luôn suy nghĩ nên như thế nào ở về sau ứng đối một hồi hóa linh chi kiếp không thể đoán trước kia cuối cùng Tô Dịch cân nhắc ra một con đường hỏi bản tâm. Tu Vi, đạo hạnh của hắn căn bản không cần lo nghĩ nhiều, chỉ cần ngày này tháng khác rèn luyện mài dũa, liền có thể tới trình độ viên mãn. Chỉ có đạo tâm, rất có thể sẽ ở lúc chứng đạo độ kiếp xuất hiện sơ hở. Dù sao, hắn hôm nay giữ đạo tâm tuy kiên định, nhưng dù sao lây dính nhân quả kiếp trước, một khi ở lúc độ kiếp, tâm thần chịu một ít lực lượng quỷ dị không lường được đã kích, rất có thể trở thành sơ hở trí mạng. Chính bởi vì như thế, tô dịch sau khi quay về Đại Chu, chưa vội chạy tới chỗ sâu trong loạn linh hải, đi hội hợp cùng đám người ninh tự họa, trà cẩm, mà là lựa chọn phương thức này bây giờ, trở lại chốn cũ, đi một chút ngắm một chút, hồi tưởng quá khứ, lắng động bản thân, kết thúc một tia thế tục ràng buộc vi diệu nhất kia tiềm tàng ở sâu trong đáy lòng, như lần này quay về thành Quảng Lăng, ngay cả tô dịch cũng không ngờ, mình sẽ ở trong hạnh hoàng tiểu cư, bởi vì lòng có cảm giác, ban cho một cây hòe già cơ duyên, mà khiến tâm cảnh sinh ra thăng hoa, cũng đúng, lúc trước ta từ hạnh hoàng tiểu cư rời khỏi, từng nói, ngày khác có duyên gặp lại, không ngại tặng cho cây hòe già một cơ duyên, nhìn như lời nói vô tâm, thực ra, đã là bắt đầu một hồi nhân quả, cái này gọi là mỗi sự gặp gỡ, tất có nguyên do. Tô dịch thầm nghĩ, hắn biết rõ, cho dù mình quên mất việc nhỏ không bắt mắt này, đối với con đường của mình cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng đối với cây hòe già mà nói, một hồi nhân quả như vậy, có thể so với một hồi tạo hóa như nghịch thiên sửa mệnh. Khi tô dịch đi ra khỏi hạnh hoàng y quán, vẫn như cũ không ai chú ý tới, nhưng mọi người trong hạnh hoàng y quán, rất nhanh đã bị một làn hương thơm mát thấm vào ruột gan hấp dẫn, thơm quá. Ta tại sao cảm giác, tinh thần lập tức cốt lên rất nhiều. Đây là mùi thơm gì vậy? Mọi người nghị luận, rất nhanh, quản sự hồ thuyên cùng dược sư trong y quán liền phát hiện nơi phát ra làng hương thơm mát kia ùn ùn tới hạnh hoàng tiểu cư khi nhìn thấy cây hòe già kia ở trong gió lạnh thấu xương sinh ra lá cây đầy trên cây tỏa sáng ra sinh cơ bừng bừng mọi người đều không khỏi ngây ra ở đó cái này cây hòe già này chẳng lẽ đã thành linh mọi người chấn động nghị luận không thôi khi đặt chân ở cạnh cây hòe già này mỗi người đều cảm giác vui vẻ thoải mái trong mỗi một hơi thở cả người ấm áp thư thái thông suốt, không bao lâu, cây hòe già lay động cành cây, một mảng hoa hòe trắng muốt trong suốt bay xuống, khi những bông hoa hòe này rơi ở trên người một ít vỏ giả bị thương, nhất thời giống như tuyết tan trong nước biến mất không thấy, mà các vỏ giả bị thương đó đều giật mình phát hiện, thương thế trên người mình thế mà lại đang lấy một loại tốc độ kinh người khép lại, trong mấy hơi thở mà thôi, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà những người chưa bị thương đó cũng đạt được lợi ích, ai cũng khí cơ cường đại, huyết khí tràn đầy, cả người tràn ngập khí lực, thần tích. Đây tuyệt đối là thần tích. Ông trời, cây hoè già này sao có thể xảy ra kinh biến như thế? Chẳng lẽ, nó thật sự thành linh rồi? Tiếng xôn xao vang lên, một ít võ giả càng kích động quỳ rạp xuống đất, biểu đạt lòng biết ơn, tôn xưng cây hoè già là thụ linh đại nhân. Quản sự Hồ Thuyên dạy ra một lát, vẻ mặt hoảng hốt lẩm bẩm, cây hoè già này, chẳng lẽ là lúc trước được cô gia, chàng rể, điểm hóa, mới có biến hóa hôm nay. Ngoài hạnh hoàng y quán, khi nhìn thấy bóng người tô dịch, các kim không khỏi hỏi, tô đại nhân, lúc trước nơi đó tựa như có chuyện thần quái xảy ra. Ánh mắt Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình cũng nhìn về phía tô dịch. Bọn họ đều đã phát hiện biến hóa trong hạnh hoàng tiểu cư, ta lúc trước giúp một cây hòe già thành linh, kết thúc một nhân quả. Tô dịch thuận miệng nói, ánh mắt nhìn về phía chỗ cửa tây thành quảng lăng, nơi đó có từng đợt tiếng kèn mênh mang vang lên, mơ hồ còn kèm theo tiếng chém giết cùng tiếng yêu thú gào rống đi đi qua nhìn xem tôi dịch cất bước dọc theo đường đi phố ngõ vắng vẻ người đi đường thưa thớt thẳng đến lúc sắp đến cửa thành tây chỉ thấy trên tường thành cao cao bóng người rất nhiều võ giả đang trú đóng cửa thành mở rộng có thể thấy rõ một đội ngũ võ giả mặc áo giáp cầm binh khí đang chém giết chiến đấu hăng hái với một đám yêu thú tình hình chiến đấu rất kịch liệt nhưng quy mô không lớn những yêu thú đó nhiều nhất chỉ có hơn trăm con, hơn nữa thực lực chưa thể nói là mạnh bao nhiêu, hoàn toàn không có cách nào so với đại quân thú triều nhìn thấy ngoài quận thành Vân Hà, lại nhìn một đội ngũ võ giả kia, rõ ràng huấn luyện bài bản, phối hợp lẫn nhau ăn ý, chém giết ở trong đàn yêu thú, tuy ngẫu nhiên có thương tích, nhưng chưa thể nói là nguy hiểm, nhất là một thanh niên cầm kiếm dẫn đầu, như đứng đầu đàn rồng, bày ra kỹ xảo chiến đấu rất cao thâm, Lý Mạc Vân. tôi dịch ngẩn ra một phen mới nhớ ra thanh niên cầm kiếm kia là ai. Thành Quảng Lăng có ba đại gia tộc, Lý Thị xếp hạng nhất. Rất sớm trước đó, Lý Mặc Vân là nhân vật phong vân một thế hệ trẻ của Thành Quảng Lăng. Chẳng qua, Lý Mặc Vân lúc trước cực ái mộ Văn Linh Chiêu, từng coi tô dịch người ở rễ phế vật này là cái đinh trong mắt, còn từng muốn trừ bỏ tô dịch, thẳng đến về sau ở quận Thành Vân Hà. Sau khi kiến thức đủ loại chỗ cường đại của tô dịch, Lý Mặc Vân mới cuối cùng đánh mất ý nghĩ đối địch với tô dịch. Mà đối với tô dịch mà nói, hoàn toàn chưa từng để ý lý mặc vân tiểu nhân vật bực này nếu không phải trí nhớ của hắn trước nay vô cùng tốt hơn nữa ở lúc này lại gặp được đối phương sợ là đời này cũng không có khả năng nhớ tới người này nữa sau đó ánh mắt tô dịch nhìn về phía trên tường thành phân biệt ra rất nhiều bóng người quen thuộc có thành chủ phó sơn hồ vệ thống lĩnh Niếp bắc hổ lý gia chi chủ lý thiên hàn hoàng gia chi chủ hoàng vân xung văn gia chi chủ văn trường kính đại nhân vật thành quảng lăng bực này cũng có nếp đằng Văn Giác Nguyên, Văn Thiếu bắt các võ giả một thế hệ trẻ, nhất là Niếp Đằng, khí tức rõ ràng mạnh hơn người khác một đoạn, đã có được tu vi tông sư cảnh. Kẻ này khí tức trầm ngưng, căn cơ vững chắc, không tệ không tệ. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn năm đó lúc ở thành Quảng Lăng, Niếp Bắc Hổ từng tới cửa khẩn cầu, mong có thể để Niếp Đằng đi theo ở bên người mình làm việc, chưa từng nghĩ, Niếp Đằng lòng tự trọng rất mạnh, không cam lòng tiếp nhận sắp xếp như vậy, chính bởi vì như thế, Ngược lại tô dịch rất thưởng thức đối với thiếu niên tính tình trầm ổn này, tặng cho đối phương một môn bí thuật tu luyện. Không thể nghi ngờ, Niếp Đẳng có thể ở 8 tháng thời gian ngắn ngủn đã đặt chân tông sư chi cảnh. Một là có liên quan với tu luyện bí pháp hẳn tặng cho, hai cũng là bởi vì bản thân Niếp Đẳng cố gắng. Cũng lúc nào rồi, các ngươi còn ở nơi này xem náo nhiệt, đi mau đi mau, lập tức đợt thú triều tiếp theo sẽ đến đây. Đến lúc đó, dù là có Niếp Tông Sư, chẳng may có yêu thú xâm nhập trong thành các ngươi nào còn có mạng xem náo nhiệt nữa một đội ngũ võ giả đến tuần tra khi nhìn thấy đám người tô dịch một người trung niên khôi ngô cầm đầu lớn tiếng quát mắng thúc giục bọn họ rời khỏi tô dịch ngẩng ra một phen nguyên hằng thì cười nói nếp tông sư chính là thiếu niên kia đứng trên tường thành sao người trung niên khôi ngô nhất thời lộ ra vẻ mặt kính sợ nói không sai nếp tông sư không đơn giản chính là cường giả đầu tiên trong một thế hệ trẻ thành quảng lăng chúng ta đặt chân tông sư cảnh. Trong một tháng qua, chính là có hắn tọa trấn, mới ngăn trở từng lần đàn thú xâm nhập. Nguyên Hằng ngẩn ra, nói, phải không, nhưng ta nhớ trong thành quảng lăng này, đặt chân tông sư cảnh đầu tiên, hẳn là. Có một người khác nhỉ, người trung niên khôi ngô nhíu mày, suy nghĩ một lát, mới giật mình nói, ngươi nói là đại chu đế sư tô dịch của chúng ta hắn trước kia tuy từng làm rễ văn gia, nhưng nghiêm túc nói tới, hắn không phải người thành quảng lăng chúng ta. Nói đến đây, người trung niên khôi ngô cảm khái nói, nói tới, lúc này cũng đã rất lâu chưa từng nghe nói tin tức tô đệ sư rồi, thế gian đều đồn đãi, tô đệ sư tới đại hạ tu hành, đời này cũng sẽ không quay về đại chu nữa. Một binh sĩ võ giả bên cạnh không nhịn được hỏi, nếu là có tô đệ sư, bằng thủ đoạn của hắn, đâu có thể nào để đại chu lâm vào trong khốn cảnh binh mã loạn lạc bực này. Nói đến tô dịch, các võ giả này đều thổn thức cảm khái không thôi. Vẻ mặt đám người nguyên hằng thì có chút cổ quái, nhịn không được đều mang ánh mắt nhìn về phía tô dịch, lúc này mới biết, thì ra từ lúc ở Đại Chu, tô dịch đã có danh xưng đệ sư. Tô dịch như không cảm thấy, vẫn đang nghe, dù là có tô đế sư, lại có thể nào chống đỡ được cường giả thiên ngục ma đình đến từ dị giới kia. Ta nghe nói, ngay tại một đoạn thời gian gần đây, ngay cả hoàng thất đại chu và tiềm long kiếm tông cũng hướng thiên ngục ma đình thần phục rồi một sĩ tốt than thở tóm lại thể đạo này rối loạn đừng nói tô để sư không có mặt có hẳn bằng sức một mình hắn cũng khó thay đổi thiên hạ đại chu biến hóa kịch liệt đoạn lời này khiến nguyên hằng nhíu mày ngay lúc này một đợt tiếng thú rống kinh thiên từ cửa thành nơi xa truyền đến ngay sau đó mặt đất trung chuyển tiếng đổ vang như sấm như có thiên quân vạn mã đang từ phương xa tới gần người trung niên khôi ngô biến sắc, thúc giục, đợt thú triều thứ hai sắp tới rồi, các huynh đệ theo ta đi thủ thành. Các ngươi những người này cũng đừng thất thần nữa, mau rời khỏi, khi nói chuyện, người trung niên khôi ngô liền dẫn theo sĩ tốt bên người hướng chỗ cửa thành phóng đi tốc độ cao nhất, chẳng lẽ nói, lại có nhân vật thiên ngục ma đình đang sai khiến đại quân yêu thú công thành. Tô dịch nhíu mày, cất bước đi qua, đám người nguyên hàng đi theo sau, ngoài cửa thành, mấy trăm hơn một ngàn yêu thú, như thủy triều từ nơi xa lao tới, thú trống trung trời, một màn cỡ đó, khiến mọi người đóng ở trên tường thành đều hít ngược khí lạnh, hoàn toàn biến sắc, một đợt thú triều này quy mô to lớn, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Phải làm sao bây giờ? Văn gia tộc trưởng Văn Trường kính sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối run rẩy một phen, Phó Sơn, Lý Thiên Hàn, Hoàng Vân Sung cũng lộ ra nét lo lắng thật sâu. Thành Quảng Lăng chỉ là một tòa thành nhỏ trong quận Vân Hà, số lượng võ giả trong cả tòa thành trì cộng lại, cũng chỉ đông hơn một ngàn, trong đó hơn phân nửa đều là nhân vật bàn huyết cảnh cấp bậc thấp nhất, mà nhân vật tông sư mạnh nhất, trước mắt chỉ có một mình Niếp đằng. Dưới tình huống bực này, một khi các yêu thú nơi xa lao tới, lấy lực lượng bây giờ của bọn họ, sợ là căn bản khó có thể bảo vệ được cửa thành, mà một khi phòng tuyến thất thủ, thành quảng lăng chắc chắn sẽ hoàn toàn luân hãm ở dưới cái mồm to như chậu máu của yêu thú còn có thể làm sao bây giờ tông tộc người thân bạn bè chúng ta đều ở trong thành chúng ta nếu lui bọn họ hoàn toàn xong rồi nếp đằng trầm giọng mở miệng cho nên vô luận như thế nào một trận chiến này cũng không thể lui lời nói len ken chém định chặt sắt không sai ta đồng ý ý kiến của nếp đằng lý mặt vân cũng đến đây hắn vừa trải qua một trận ác chiến cả người nhún máu khí tức lạnh lẽo khiếp người được cứ làm như vậy nip bắt hổ gật đầu đáp ứng một ít đại nhân vật khác còn có chút do dự nhưng thấy được một màn này đều cắn răng đáp ứng xét đến cùng là bọn họ dự đoán mắc lỗi căn bản chưa từng nghĩ quy mô một đợt thú triều này sẽ đáng sợ như thế nếu sớm biết có lẽ còn có cơ hội để mọi người trong thành rút lui nhưng bây giờ nói những thứ này rõ ràng đã muộn ầm um, ầm um, ầm um. đại quân yêu thú càng lúc càng gần yêu khí hung bạo kia như khói báo động cuồn cuộn che cả bầu trời, mặt đất đang chấn động, như tiếng sấm nặng nề, nhìn một cái, yêu thú như thủy triều, mấy trăm hơn một ngàn, chỉ khí thế cỡ đó, đã khiến võ giả sĩ tốt đóng ở phụ cận cửa thành thể xác và tinh thần phát lạnh, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cái này, cái này còn đánh như thế nào? Dù là đám người nếp đằng, Lý Mặt Vân trên tường thành quyết ý chịu chết chiến một trận, ý chí chiến đấu đều đang trải qua chấn động, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có, mà lúc này, văn trường kính vị đường đường gia chủ văn gia này, thế mà hai đầu gối mềm nhũng, bóng người lão đảo một cái, thiếu chút nữa không đứng vững. Nhưng chưa có ai cười nhạo hắn, một bầu không khí áp lực, tuyệt vọng, gần như làm người ta hít thở không thông, cũng bao phủ ở trên dưới tường thành, nếp đằng miếm môi, hít sâu một hơi, rút ra một cây chiến mâu, ánh mắt của hắn trở nên bình tĩnh mà kiên định, bên cạnh, lý mặt vân phủi phủi bụi bậm trên quần áo, trong tay thì lặng yên nắm chặt chiến kiếm, trong mắt toát ra kiên quyết. Ngay lúc này, một đợt tiếng quát to vang lên, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Điên rồi phải không? Phụ cận cửa thành, người trung niên khôi ngô vẻ mặt đầy giận dữ, hắn nhìn thấy đoàn người tô dịch đến gần, tức giận đến mức nghiến răng. Từng thấy kẻ tìm chết, chưa từng thấy kẻ tìm chết như vậy, đám người nếp đằng theo bản năng ánh mắt nhìn lại, khi nhìn thấy một thiếu niên áo bào xanh như ngọc, lạnh nhạt xuất trần kia, bọn họ đều mở to mắt, giống như khó có thể tin, Tô Tiên Sinh. Thành chủ Phó Sơn càng thất thanh hô lên, Tô. Tô Tiên Sinh, thật là ngài. Nếp bắt hổ rung giọng mở miệng, vẻ mặt đầy kích động, ha ha ha, Tô Tiên Sinh đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Hoàng Vân sung mừng như điên cười to, lại nhìn Lý Thiên Hàng, văn trường kính các đại nhân vật, ai cũng trợn to mắt, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, bọn họ. Làm sao không nhận ra tô dịch? Chẳng qua, bởi vì một ít ân oán trước kia, làm bọn họ khi đối mặt tô dịch, trong lòng càng nhiều là kính sợ cùng sợ hãi. Tô tiên sinh. Nếp đằng kinh ngạc, ánh mắt hoảng hốt, thiếu niên khí chất trầm ngưng này thất thổ hiếm thấy, mà khi Lý Mặt Vân nhìn thấy tô dịch, cũng ngẩn ra một phen, sau đó vẻ mặt trở nên phức tạp, cúi đầu không nói, tổ tiên sinh. Người trung niên khôi ngô kia cùng binh lính bên cạnh đều ngạc nhiên, tô tiên sinh là ai? Vì sao sẽ làm các đại nhân vật kia thất thố như thế? Đối với tất cả cái này, Tô Dịch không để ý tới, tự mình đến trên tường thành, nhìn những khuôn mặt quen thuộc ở đây, ánh mắt cuối cùng đặt ở trên người Niếp Đằng, nói, coi như có chút tiền đồ, Niếp Đằng hôm nay đã là nhân vật tông sư, tính tình trước giờ hiếu thắng, khi nghe được câu này, hốc mắt lại không hiểu sao hơi đỏ lên. Trong lòng hắn kích động, ông quyền hành lễ nói, "Tô tiên sinh, ta chưa bao giờ dám quên ngài lúc trước dạy bảo." Ta nhớ rõ, ngươi năm đó coi ta là cùng thế hệ, cũng không nguyện hướng ta cúi đầu chào, hôm nay thành tông sư, tại sao trở nên khách khí như vậy? Tô dịch cười trêu ghẹo một câu, nhắc tới chuyện lúc trước, nếp đằng nhất thời có chút quẩn bách, ngượng ngùng nói, lúc trước là ta trẻ tuổi ngông cuồng, không biết trời cao đất dày, cho đến hôm nay đặt chân tông sư cảnh, mới rõ trên lệch của ta cùng tô tiên sinh, như cách biệt một trời một vực, nào còn dám bất kính đối với tiên sinh được rồi. Tô dịch khoát tay, ánh mắt đảo qua đại quân yêu thú xa xa đến tấn công, nói, Nguyên Hằng, giao cho ngươi. Vâng, Nguyên Hằng nghiêm nghị nhận lệnh, lúc trước, sức chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người tô dịch. Thẳng đến lúc này tô dịch mở miệng, mọi người lúc này mới theo bản năng đều nhìn về phía Nguyên Hằng, tô tiên sinh, yêu thú kia đông tới hơn một ngàn, nếu để vị Nguyên Hằng lão đệ này một mình giết yêu, không khỏi quá nguy hiểm, chúng ta tuy tu vi nông cạn, nhưng cũng nguyện ý cùng đi săn giết yêu thú, bình định nạn yêu thú. Nếp bắt hổ nghiêm nghị nói, mọi người đều gật đầu, lúc này, các khiêm tính tình luôn cẩn thận chặt chẽ cũng nhịn không được, nói, các vị yên tâm, dù hơn vạn con yêu thú như vậy, cũng không đủ nguyên hằng rống một tiếng, mọi người chợt cảm thấy nghi hoặc, đây là ý gì, liền thấy nguyên hằng nhếch miệng cười, xoay người từ trên tường thành lao đến giữa không trung, dưới ánh mặt trời, bóng người tuấn tú cao lớn của hắn chợt giãn ra, áo bào phồng lên, trên người chợt bùng nổ lao ra một đạo yêu khí ngút trời, ầm. Tầng mây dưới bầu trời nổ tung, hỗn loạn như sợi tơ, mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn thấy ở trên không bóng người nguyên hằng hiện ra một hư ảnh huyền vũ khổng lồ vô cùng, khí tức mênh mang, che cả bầu trời, đây là hơi thở của mọi người cứng lại, thân thể cứng ngắc, khí tức khủng bố đó, làm các võ giả ở đây đều tâm thần run rẩy như nhìn một vị yêu thần tới thế gian. Dù sao, bọn họ chỉ là võ giả phàm tục dù là nếp đằng mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới tông sư lại có thể nào không chịu ảnh hưởng bạch vấn tình giơ bàn tay trắng lên một mảng hào quang màu bạc nhạt màu lưu chuyển tràn ngập võ giả ở đây nhất thời cả người nhẹ nhõm ấm áp thư thái đám người phó sơn nếp bắt hổ đều không khỏi giật mình nhìn bạch vấn tình một cái ý thức được nữ tử tú lệ đoan trang này cũng là một tồn tại cực khủng bố mau nhìn ông trời phụ cận cửa thành vang lên tiếng xôn xao chấn động, chỉ thấy trong thiên địa nơi xa, đại quân mấy trăm hơn một ngàn yêu thú đều mềm nhũng gục dưới đất, phát ra tiếng gào rống, trung bần bật, không một con nào có thể đứng thẳng nữa. Thật mạnh! Ánh mắt nếp đằng thất thần, chưa từng ra tay, chỉ dựa vào một thân khí thế khủng bố quán thông trời đất, đã trấn áp đại quân yêu thú. Cái này quả thực chính là thủ đoạn như tiên thần. Lại nhìn người khác ở đây, đều nhìn nhau kinh hãi trung động thất thanh chủ nhân là giết hay giữ lại trên không trung nơi xa nguyên hằng vẻ mặt trang trọng nghiêm túc chắp tay hỏi ý đuổi đi là được tô dịch mở miệng nguyên hằng nhận lệnh trong mắt tỏa ra thần quang lưỡi nở sấm mùa xuân trách mắng còn không mau cút đi từng chữ như sấm sét lăn lộn giữa sơn hà các yêu thú nơi xa như được đại xá tán loạn chạy đi đến nhanh chạy càng nhanh hơn cứ như vậy kết thúc rồi mọi người nhìn một màn này, thật lâu không thể hoàn hồn. Lúc này, Nguyên Hằng thu liễm một thân khí tức, xoay người quay về trên tường thành, đứng ở một bên của tô dịch, vẫn như cũ là một bộ dáng thành thật hàm hậu đó. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đã hoàn toàn thay đổi, mang theo sự kính sợ thật sâu, chỉ dựa vào một thân khí tức, đã chấn nhiếp thối lui một đàn yêu thú, thực lực bực này, so với nhân vật lục địa thần tiên trong nhận biết của bọn họ còn không thể tưởng tượng hơn mà vừa nghĩ đến một tồn tại khủng bố như vậy, lại đối với tô dịch cúi đầu nghe theo, như tôi tớ, điều này làm trong lòng mọi người đều cuồn cuộn không thôi, bọn họ kìm lòng không được nghĩ đến, tô dịch hôm nay. Lại phải cường đại đến mức nào? Các ngươi ở đây một chút, ta đi quỷ mẫu lĩnh một chuyến. Tô dịch nói xong, cất bước lướt lên không trung, bóng người như một cầu vòng, biến mất ở chân trời mờ mịt, nguyên hằng, các kim, bạch vấn tình nhất thời ý thức được, Tô Dịch rất có thể đã phát hiện cái gì. Xin hỏi ba vị đại nhân xưng hô như thế nào? Lúc này, Phó Sơn đi lên, cung kính bắt chuyện, trên không, Tô Dịch tay áo bay bay, vạt áo phất phới, ở trong tầm nhìn của hắn, sông đại thương cuồn cuộn chạy chồng không thôi, không bao lâu liền thấy được một mảng rừng cây kia ở bờ sông đại thương. Còn nhớ lúc trước ở thành Quảng Lăng thức tỉnh ký ức kiếp trước không lâu, hắn liền thường xuyên ở sáng sớm tới một mảng rừng dâu này tu luyện tùng hạt đoán thể thuật cũng là ở nơi đó, bất ngờ gặp gỡ ông cháu hai người tiêu thiên khuyết cùng tiêu tử cận. Quả nhiên, nơi đây trở nên khác rồi, linh khí nồng đậm hơn xa so với chỗ khác. Tô dịch thầm nghĩ, trên thực tế, sớm ở trước kia, trừng dâu đã là một khối phong thủy bảo địa khó được, sơn mạch thủy thế ở đây giao hội, sinh ra linh khí mỏng manh. Đây cũng là nguyên nhân tô dịch lúc trước vì sao sẽ lựa chọn ở đây tu hành, mà nay, theo linh khí trong thiên địa dần dần sống lại, mảng rừng dâu này tiếp giáp quỷ mẫu lĩnh cùng bờ sông Đại Thương, cũng trở nên càng thêm giống một khối bảo địa, đương nhiên, biến hóa lớn nhất là quỷ mẫu lĩnh. Khi tô dịch cưỡi gió trên không, xa xa nhìn thấy quỷ mẫu lĩnh, chỉ thấy trên ngọn núi này sát vụ trùng trùng, linh khí nảy sinh, tỏ ra cực kỳ cổ quái, vù. Tô dịch nhẹ nhàng đáp xuống, xuất hiện ở giữa sườn núi quỷ mẫu lĩnh. Nơi này có một miếu thờ đổ nát hoang vu, trong miếu thờ phụng một bức tượng đá loan lỗ đưa lưng về chúng sinh, lấy ý hỏi Bồ Tát vì sao ngồi ngược, thang chúng sinh không chịu quay đầu. Lúc trước chính là trong miếu này, tô dịch chém một con lục tuyệt âm thi. Khi bóng người tô dịch xuất hiện, chỉ thấy sát vụ tràn ngập, nồng hậu như mây xám, ngay cả sắc trời cũng trở nên tối tăm đi. Trong miếu thờ nơi xa phân bố không biết bao nhiêu âm hồn quỷ vật, mà ở trên ngọn cây quanh miếu thờ, thì treo những ngọn đèn lồng màu đỏ tươi, ánh nến đèn lồng lại xanh lét lay động không ngừng trong sương mù hung dữ. Tô dịch nhìn nhìn, cất bước đi về phía trước, nơi đi qua, sương mù hung dữ như bị dọa, hướng hai bên lui đi tan rã. Mà khi tô dịch sắp đến trước cửa chính miếu thờ kia, đèn lồng màu đỏ treo trên cây to phụ cận chợt bắt đầu kịch liệt lay động. Mỗi một cái đèn lồng đều truyền ra tiếng khe khẽ nói nhỏ, có người đến đây. Hì hì, thì ra là một tiểu ca tuấn tú, hắn cũng là đến tìm kiếm cơ duyên sao. Cái này không ổn, so với chịu chết cũng không khác nhau nha. Thanh âm ríu ra ríu riết, quỷ khí âm trầm, tô dịch nhíu mày, vung tay áo bào, đèn lồng màu đỏ tươi treo trên ngọn cây phụ cận, từng cái đều bị ngọn lửa màu xanh bao trùm, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, những thanh âm kia theo đó biến mất không thấy, toàn bộ thiên địa nhất thời trở nên yên tĩnh, tô dịch tiếp tục cất bước tiến lên, sau khi đi vào miếu thờ, chỉ thấy trong đình viện cỏ hoang mọc ung tùng, một thanh niên ngồi ngay ngắn ở bên cạnh một cái giếng cạn. Thanh niên mặc áo bào trắng, tay cầm một cái cần câu do trúc vót thành, dây câu thả xuống dưới giếng cạn, vẻ mặt chuyên chú như đang câu cá. Khi Tô Dịch đi vào, thanh niên áo bào trắng cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Bằng hữu, vô luận ngươi là đến tìm kiếm cơ duyên, hay là đến chém yêu giết quỷ, tạm thời chờ một chút." Giọng nói âm nhu trầm thấp, Tô Dịch chắp tay sau lưng, thuận chân đi đến bên giếng cạn, quan sát chỗ sâu trong giếng cạn, tập trung nhìn, một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt nói, dùng loại biện pháp này của ngươi, là không bắt được thái âm linh ngư, thanh niên áo bào trắng ngẩn ra, lúc này mới nâng mắt nhìn về phía tô dịch, chỉ thấy thanh niên này ngũ quan tuấn tú, làn da trắng nõn, một đôi mắt thâm thúy giống như hồ sâu giếng cổ, con ngươi khi chuyển động, trực tiếp giống như vòng xoáy chậm rãi chuyển động, hút hồn phách người ta, có chút thú vị, bằng hữu ngươi tu vi chỉ tụ tinh cảnh mà thôi, vậy mà cũng biết thái âm linh ngư thần vật bực này, chẳng lẽ là truyền nhân đạo thống cổ xưa nào? Thanh niên áo bào trắng như có hứng thú nói, không phải. Tô dịch nói xong, ánh mắt tỏa ra xung quanh, nói, ngươi thì sao, là yêu nghiệt cổ đại vừa thức tỉnh xuất thế, hay là tu sĩ từ thế giới vị diện khác đến? Ánh mắt thâm thúy của thanh niên áo bào trắng nổi lên một mảng ngơ ngẩn, suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, ta không nhớ ra, tô dịch nhíu mày, mất trí nhớ, hẳn là không phải mất trí nhớ đơn giản. Thanh niên áo bào trắng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng ta lại còn có thể nhớ rõ rất nhiều chuyện có liên quan với tu hành, còn biết ta tên là Thanh Lạc, Thanh của Thanh Minh, Lạc của Thiên Lạc Huyền Điểu. O, tô dịch nhíu mày nói, nói như vậy, ký ức của ngươi là bị lao đi một bộ phận, hoặc là bị phong ấn một bộ phận. Thanh niên áo bào trắng thở dài nói, ta đoán cũng như thế, nhưng trước mắt còn chưa tìm ra biện pháp có thể giải quyết. Ánh mắt tô dịch đánh giá cao thấp thanh niên áo bào trắng một phen, nói, vậy ngươi có nhớ, mình là ở lúc nào chỗ nào thức tỉnh có được ý thức bây giờ không? Thanh niên áo bào trắng nghĩ ngợi, nói, là ở nửa tháng trước, ở trong một phần mộ ngay trên ngọn núi này, ta tỉnh lại, sau đó ta mở ra quan tài, bò ra khỏi phần mộ, mới phát hiện mình không nhớ nổi lai lịch của mình. Nói đến đây, hắn thở dài nói, ta nghiên cứu phần mộ kia mai tán ta vô số lần, lại mang mỗi một khu vực của ngọn núi này tìm kiếm một lần, chung quy chưa thể tìm ra manh mối gì. Quan tài mai tán ngươi không có vấn đề, tô dịch cũng không khỏi gợi lên lòng hiếu kỳ, hắn nhìn ra được, thanh niên áo bào trắng tên thanh lạc này không nói dối, không có. Thanh lạc nói, đó chỉ là một cái quan tài rất tầm thường, trong đó trải cái chiếu một nát không chịu nổi. Ta lấy bí pháp cân nhắc, ngôi mộ đó hẳn là ở 300 năm trước chôn, trước mộ cũng không có bia mộ, tựa như một phần mộ lẻ loi tùy ý có thể thấy được ta từng tiến vào thành quảng lăng dưới ngọn núi này không xa tìm đọc các tư liệu có liên quan với ngọn núi này lại phát hiện không có một cái nào có thể sinh ra liên hệ với thân thế của ta nói đến đây thanh lạc dụi dụi mắt buồn bã nói cảm giác này cũng không tốt một chút nào cả tô dịch suy nghĩ nói ngươi tu luyện là truyền thừa nào thanh niên áo bào trắng tỏ ra rất thản nhiên nói yêu đạo bí truyền luyện là thần hồn, coi như kim cả yêu tu cùng hồn tu hai loại con đường. Nhưng ta từng phân biệt, ta chính là nhân tộc thuần khiết, không phải yêu loại, hơn nữa thể xác này của ta cũng không có vấn đề, không có khả năng là đoạt xá mà có, tự nhiên cũng không có khả năng là cô hồn giả quỷ biến thành. Tô dịch càng thêm tò mò, thanh niên áo bào trắng trước mắt này, tuy ký ức xảy ra vấn đề, nhưng lại rõ như lòng bàn tay đối với việc tu hành, hơn xa các tu sĩ trong thế tục này có thể so sánh có thể triển lộ thần thông để ta đánh giá hay không cô dịch nói thanh niên áo bào trắng giật mình cười nói vẫn là bỏ đi bây giờ ta đã nghĩ thông bây giờ cũng rất tốt ít nhất không có nhiều phiền não như vậy coi như sống lại một lần cũng không tệ nói xong hắn giảng bóng người ra một lần ánh mắt nhìn về phía bầu trời thế giới tên là thương thanh đại lục này đang nên đón một hồi biến hóa kịch liệt thiên địa linh khí sống lại từng ngày một không cần bao lâu có lẽ sẽ nên đón một hồi hoàng kim đại thế, hắn thu hồi ánh mắt, lộ ra nét chờ mong, nhẹ nhàng nói, "Cái này đối với ta mà nói, là một cơ hội khó được vô cùng, về sau dù là chứng đạo thành hoàng, cũng không phải không có khả năng." Nghe tới đây, Tô Dịch khẽ nhíu mày, chuyển thế đến nay, hắn vẫn là lần đầu nghe được có người tùy ý như thế nói về niệm tưởng muốn chứng đạo thành hoàng. Ở trên Thương Thanh đại lục trước kia, cực ít có tu sĩ biết có hoàn cảnh tồn tại mà ở Đại Chu, ngay cả con đường linh đạo cũng gần như truyền thuyết, nhưng thanh niên áo bào trắng thanh lạc lại thuận miệng nói đến chuyện chứng đạo thành hoàng, cái này sao không làm tô dịch cảm thấy bất ngờ. Không thể nghi ngờ, thanh lạc này lai lịch không đơn giản, gã có được tu vi hóa linh cảnh sơ kỳ, cái này cũng liền ý nghĩa, gã ở nửa tháng trước, lúc từ trong một ngôi mộ kia thức tỉnh, đã có được tu vi bực này, điều này trái lại khiến tô dịch nhớ tới một sự kiện. Trước khi rời khỏi đại hạ thành cửu đỉnh, Đương Kim Hạ Hoàng từng nói một sự kiện, trước mắt trên thương thanh đại lục, nhóm yêu nghiệt cổ đại thứ hai đã lục tục thức tỉnh xuất thế, nhóm yêu nghiệt cổ đại thứ hai này đều có được tu vi cấp bậc linh đạo. Điều này làm tô dịch không khỏi hoài nghi, thanh lạc trước mắt, rất có thể chính là một yêu nghiệt cổ đại, chẳng qua là trạng thái mất trí nhớ mà thôi, đương nhiên, trên người thanh lạc còn có không ít điểm đáng ngờ, khác với yêu nghiệt cổ đại khác, trên người hắn có một khí chất chỉ có trải qua thế sự chìm nổi mới có thể lắng động ra, nói chuẩn xác hơn, là khí tức năm tháng. Chính bởi vì như thế, tô dịch mới phủ định ý tưởng đối phương là người chuyển thế trùng tu, hết tập 88.